chương 640, bà điên, cô quen chú hai của tôi à? Cuối cùng cũng tìm được cô, đàm hy vừa xuống lầu, chớp mắt liền gặp được bàng thiệu huân. Hay, đã lâu không gặp, gà giò, đệch, có thể đừng kêu cái biệt danh đó được không? Nói đi, tìm tôi làm gì? Đàm hy nghiêng đầu, cười với anh ta, đôi mắt cong cong vừa hay che giấu được cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong đôi mắt. Hai người vừa đi vừa nói, đột nhiên một cục bột màu kem đụng vào chân cố. Đàm Hy vội vàng đỡ cậu nhóc lên là em à, nhóc thối. Cổ tử hàng hừ hừ, bà điên, cô ăn nói linh tinh. Tôi không có thói đầu, thơm phương phức đấy nhé. Biểu cảm ngầu ngầu, phối với giọng trẻ con đáng yêu, nghe thế nào cũng thấy dễ thương. Phải, 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 nhóc thơm, sao em đi đứng gì mà không nhìn đường vậy? Con mắt dùng để làm gì? Bà ngoại nói, cái này gọi là đụng gì nhỉ? Đụng ngã ăn vả, sạc, đàm hy không nhịn được bèn bật cười, người ta giả vờ ngã là vì lượt tiền, em thì là vì gì? đi ra chỗ này với tôi. Tới đây, cậu nhóc kéo cô đi ra ngoài. Bàng thiệu huân muốn kéo người, nhưng lại không muốn chấp nhận với một đứa bé, thế là chỉ đành cất bước đi theo. Cố tử hàng, chú ơi, chú không thể đi, cháu không có mời chú nhé. Bàng thiệu huân, anh ta vậy mà lại bị một đứa nhóc con ghét bỏ, khóc ròng Đàm hy bị cậu nhóc kéo ra vườn hoa nhỏ ngoài sảnh, tiếng ve sầu ngân vang, ánh trăng buồn bã, gió đêm mang theo chút nóng bức, thổi qua làn da, giống như hơi nước nóng phả vào mặt nhóc thối, em dắt chị đi đầu vậy, yên tâm đi, sẽ không dẫn cô đi ban đầu, và lại, ai thèm một bà điên như cổ chứ, này, nhóc xanh kia, mới tí tuổi đầu mà miệng mồm độc ác vậy. Cổ tử hàng nhìn xung quanh, chú ba đầu, sao vẫn chưa đến nữa, em đang nhìn gì vậy, chú, ba đó, bàn tay mũm mĩm che miệng lại, suýt chút nữa đã lỡ lời, nguy hiểm quá. Đàm Hy dứt khoát tìm một cái đồn gỗ ngồi xuống, Phái xẻ tà cao để lột một đôi chân trắng nõn dài miên man, dưới ánh trăng, như phủ thêm. Một màn che mỏng, mơ hồ phát sáng, nhóc thối, em qua đây cô ngoắc tay với cậu nhóc, mang theo mùi vị dụ dỗ Đừng thấy cố tử hàng còn nhỏ, nhưng cậu không hề ngốc, phòng bị theo bản năng, tỏ vẻ cảnh giác cô muốn làm gì. Căng thẳng cái gì, chỉ có thể ăn thịt em được sao? Đàm Hy trợn mắt, đổ nhóc con danh ma. Không qua đâu, cố tử hàng lắc đầu. Đàm Hy trực tiếp xách cậu nhóc qua, trốn cái gì? Hỏi em vài vấn đề, em sợ gì chứ? đổ nhát gan tôi không có nhát gan cũng không có sợ u ớn thẳng ngực khất cao đầu được vậy em phải thành thật trả lời chị cố tử hàng nói đi ông đang nghe đấy khóe môi đàm hy co giật nhóc xanh này cũng bắt đầu tự xưng là ông thật đúng là hài hước cô hắng giọng cố hoài cần là ai chú hai của tôi anh ta về nước khi nào tuần trước trước đó anh ta ở đâu ông nội nói chú ấy luôn ở nước ngoài nước nào thì nước ngoài đó cổ tử hàng gãi đầu cô quen chú hai của tôi đàm hi mím môi bà điên sao không nói gì nữa đàm hi đột nhiên có một sự suy đoán to gan ngoại trừ hai chủ cổ hoài cẩn và cố hoài sấm em còn có người chú nào nữa không có chứ chủ họ hoài hoành chú họ hoài kha chị nói ruột chú ruột ấy À, bạn nhỏ cố tử hàng suy nghĩ rất nghiêm túc lắc đầu không có đàm hi cao mày trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến thế từ đường viền khuôn mặt đến dung mạo cứ như được đúc ra từ một khuôn. Trước đây em có thấy qua cố hoài cẩn không? Có chứ, mỗi năm chú ba đều gửi hình về, ông nội cấm xem rất lâu rất lâu mới đặt xuống. Chẳng lẽ thật sự chỉ là sự trùng hợp, đàm hy, hình ở đâu? Ở chỗ ông nội, a à, chú ba, con ở đây, cục bột nhảy lên, vẫy tay về hướng nào đó. Đàm hy nhìn theo, liền nhìn thấy cố hoài sâm đứng ở một nơi không xa, ánh đèn mờ ảo, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng thân hình lại hoàn toàn trùng khớp với cái người trong ký ức kia hóa ra không phải là trùng hợp, bóng lưng Cố Hoài Sâm, khuôn mặt của Cố Hoài Cần đều mang theo hình dáng của Cố Miên. Chẳng trách lần đầu gặp anh ta, Đàm Hy Cử cảm thấy quen thuộc. Chú ba, Cố Tử Hàng nhào tới, Cố Hoài Sâm bước nhanh lên trước ôm lấy cậu bé vào lòng chậm một chút. Cục bột ghé vào tai anh ta, thì thầm vài câu, ánh mắt anh ta khựng lại, sau đó nhìn về phía Đàm Hy. Xin lỗi, thằng bé bị chiều hư rồi anh nói. Ánh mắt chạm vào đôi chân lộ ra ngoài của cô, bất giác rời tầm mắt đi. Đàm Hy đứng dậy, chỉnh lại vạt váy, không sao. Vậy tôi vào trước nhé. Bà điên, chú ba tôi mới tới, sao cô lại đi rồi? Bởi vì chị đói, muốn vào trong ăn một chút gì đó. Em có muốn đi chung không? Đàm Hy trọt vào khuôn mặt mũm mĩm của cậu nhóc, vừa mềm vừa đàn hồi, cảm giác tuyệt vời. Đáng ghét, không được trọt vào mặt của đàn ông, móng vuốt nhỏ ra một tiếng, thể chết bảo vệ trinh tiết. Đàm Hy thu tay về, hừ hừ, bĩu môi, mặt không dùng để trọt, chứ dùng để làm gì. Hôn đó, cho bạn gái hôn, sặc, mới tí tuổi đầu mà học toàn những điều vớ vẩn, ai dạy em đó. Chú ba, khụ, chú ba, có phải chú bị cảm không? Cháu thử xem, đâu có suốt đầu, móng vuốt nhỏ sờ lên trán của anh ta, thật sự cũng ra dáng. Lam, cố hoài sâm cố gắng mỉm cười, vốn không dám nhìn đàm hy, an ủi đứa cháu chuyên môn làm hỏng việc, chú không sao. Ngoại trừ bị chút nội thương ra, chương 641, người đó có phải là anh hai? Đàm Hy xoay người rời đi, xin dừng bước cố hoài sâm đặt cục bột xuống, hàng hàng, con vào trong tìm bà nội trước đi. Chú ba, chú muốn đuổi con đi chứ gì? Cục bột tuổi thân, sạc, được rồi, con đi đây. Bước một bước xoay đầu ba lần, đột nhiên dừng lại, xoay người, nghiêm túc lên tiếng, chú ba, thật ra con còn muốn hỏi chủ một chuyện. Chuyện gì, chú có thấy cắn rứt lương tâm không? Thằng nhóc thối, nhìn cố tử hàng đã vào trong, Cố Hoài Sâm mới thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn Đàm Hy. Có việc gì sao? Cô hỏi, ánh mắt trong veo, không có bất kỳ rối rắm và phức tạp, ngay cả lúng túng cũng không. Cứ như anh ta chỉ là một người xa lạ, Cố Hoài Sâm cảm thấy khổ sở, từ trước đến giờ, người không buông được chỉ có anh ta mà thôi. Em rất tò mò về anh hai của tôi, đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng tỏ thẳng thắng. Đàm Hy nhướng mày, anh nghe thấy hết rồi à, những lời hỏi cục bột lúc nãy. Ừ cố hoài sấm không chỉ nghe thấy, mà còn chính mắt nhìn thấy. Bởi vì, lúc đó anh ta cũng ở lầu 2, đàm hy gật đầu, tôi khá tò mò, nếu đã bị nghe thấy, cô cũng chẳng có gì để giấu cả. Có khi bắt tay từ chỗ cổ hoài sâm, có thể tìm được thông tin mà cô đang cần thì sao? Ánh mắt anh ta u tối, tôi có thể biết lý do không? Một người quanh năm ở nước ngoài đột nhiên trở về, cổ ra từ hai người con trai biến thành ba người con trai, không chỉ tôi thấy tò mò, mọi người cũng thấy thế. Cố hoài sâm đánh giá cổ, ánh mắt sáng như đuốc, chỉ vì như thế. Nếu không còn thế nào nữa, em muốn biết gì, tôi biết rõ hơn cổ tử hàng. Đàm hy nhướng mày, anh sẽ nói cho tôi biết, thế thì phải xem em hỏi gì rồi. Cố hoài sâm ngồi xuống cái đồn gỗ cổ ngồi lúc nãy, hai chân duỗi thẳng, hai tay ôm lấy gáy, lưng dựa vào mép bàn, khá là nhàn nhã. Đàm hy không hề nghi ngờ mục đích anh ta làm như thế, chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội, vì sao cố hoài cần lại về nước. Tiếp quản công ty, anh cả anh đâu chị dâu có thai rồi anh ấy phải nghỉ phép dưỡng thai cổ hoài sầm nhìn dáng vẻ im lặng trầm mặc của cô khẽ cười em không tin đàm hy không trả lời anh cả và chị dâu rất ân ái anh em nhà họ cố không hề có xích mích với nhau cũng sẽ không tranh đoạt quyền lợi ngoài cổ hoài cần ra thì vẫn còn có anh đó không phải là lý do khiến anh ta phải về nước đàm hy bình tĩnh lên tiếng năng lực của một người có hạn thêm một người vẫn sẽ luôn tốt hơn giác so chỉ thế thôi cố hoài sầm nhìn dáng vẻ nghi ngờ của cô bông cảm thấy buồn cười nếu không còn thế nào nữa dù sao đàm hy không tin đầu cổ hoài sâm cũng không giải thích nhiều chỉ nói em không cần phải chuyện gì cũng suy nghĩ tính toán quả nhiều mệt lắm tôi không tin anh không hề thấy nghi ngờ đàm hy híp mắt nhìn thấu rõ mọi thứ nghi ngờ cái gì anh ta ngừng cười ánh mắt nghiêm túc đàm hy cười một tiếng chuyện khác thường tất có trá một người nhiều năm không về nước bỗng dưng trở lại đặt tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ anh không hề nghi ngờ về động cơ của anh ta sao? Đó là anh hai của tôi, ánh mắt cố hoài sâm trở nên nghiêm túc, nói từng chữ từng chữ một. Tôi biết, không cần cố ý nhấn mạnh, đàm hy, rốt cuộc em muốn nói điều gì? Như lúc nãy đã nói, anh em nhà họ cố hòa thuận, chắc anh sẽ không để cho một kẻ đột nhiên xông vào phá hoại mọi thứ tốt đẹp trước mắt đấy chứ. Cố hoài sâm cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám nặng nề. Em muốn dở trò ly gián, Đàm Hy nhún vai, đừng căng thẳng, lời thật lòng luôn khó nghe. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Giọng nói của anh ta trở nên lạnh lùng. Ok, vấn đề thứ hai, năm xưa vì sao cổ hoài cần lại ra nước ngoài. Dưỡng bệnh, anh ta bị bệnh, đàm hy cau mày, trong không giống lắm. Sức khỏe yếu bẩm sinh, bây giờ khỏe rồi, cơ bản đã khỏi hẳn. Đàm hy trầm ngâm, một lúc sau, vì sao lại đồng ý nói những điều này cho tôi nghe. Em không hiểu sao, ánh mắt anh ta gợn sóng, che giấu đi sự nồng nhiệt trong mắt. Đàm Hy rời tầm mắt, khẽ cười, không đáp. Cố Hoài Sâm, nếu như em đã chọn Lục Trinh, thì đừng đến trêu gẹo đàn ông của cố ra nữa. Không phải ai cũng ngu ngốc như tôi, sẽ lao đầu vào. Được, tôi nghe thấy rồi, cảm ơn sự nhắc nhở và giải đáp của anh. Sứt lời, xoay người rời đi. Đàm Hy, đã đi được một khoảng, anh ta đột nhiên lên tiếng. Bóng người màu trắng dừng lại, nhưng không xoay đầu. Ánh mắt anh ta hiện lên sự đau khổ, nhưng biến mất trong chớp mắt. Anh ta siết chặt nắm tay, khó khăn lên tiếng, "Lúc đầu, cô nói tôi rất giống với một người mà cô quen, có phải là?" "Anh Hai, không phải, Cố Hoài Sâm ngơ ngác, "Không phải, anh ta còn muốn nói gì đó, những bóng người màu trắng đã đi xa, chỉ để lại tư tưởng xa xăm. "Không phải sao?" lẩm bẩm, đột nhiên, anh ta nở một nụ cười ngông nghênh, hòn đá đè nặng trong lòng bỗng nhiên rơi mạnh xuống đất. Nhẹ nhõm cả người, hình như A Sâm rất vui. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nụ cười của Cổ Hoài Sâm cứng đờ, xoay người, nhìn rõ người đến. "Anh hai?" Anh ta mặc một bộ đồ tây màu trắng, dưới ánh trăng càng tôn lên nét dịu dàng. Hai anh em đứng cạnh nhau, bóng lưng giống nhau, nếu nhìn từ xa, khó mà phân biệt được. "Cổ Hoài Sâm, hôm nay anh là nhân vật chính, không ở trong tiếp khách, chạy ra vườn hoa làm gì?" "Em làm gì?" Thì anh làm đó nửa đùa nửa thật. Cả người Cố Hoài Sâm cứng đờ. Chương 642 bình giấm sắp đổ, em quên cậu hai. Ly đàm hy trở về, đụng phải Lục Trinh đang đi ra tìm cô. Ôi, sống mũi sắp gãy rồi, để anh xem, Lục Trinh lấy tay cô xuống, đỏ rồi, không chảy máu. Nghe ra hình như anh rất thất vọng, bĩu môi, bộ dạng trông rất tủi thân, đừng đùa nữa tuy hết cách, nhưng trong lòng lại thích đến lạ thường. Ai giỡn chứ, đau mà, đôi đồng tử đen rơm rớm nước mắt, Lục Trinh nâng mặt cô lên, hôn xuống sống mũi của cô, thế này thì sao? đàm hy kinh ngạc anh hiệu quả trị liệu thế nào cũng không ra sao cả khẩu thị tâm phi ai kêu cô thích xem đại điểm điểm nhà cô dụ dỗ nhất chứ lục trinh ôm cô đi vào trong đàm hy cười nhạt nhắm mắt che giấu đi những cảm xúc dư thừa không vội cứ từ từ sớm muộn gì cô cũng sẽ làm rõ quan hệ của cố nguyên và cố gia thằng nhóc kia dẫn cô đi đâu vậy nhân lúc lục trinh đang trò chuyện với người khác bàng thiệu huân nhào tới hỏi tỏ ra tò mò vào trong hố đột nhiên ánh mắt đàm hy khựng lại bàng thiệu huân nhìn theo này hình như cố hoài cẩn đang đi về hướng chúng ta ừ khóe môi cong lên ý cười không chạm vào đáy mắt nhìn thấy rồi lục tổng có thời gian chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn vị giám đốc nào đó vốn còn muốn trò chuyện thêm vài câu với lục trinh nhưng liếc thấy cậu hai cao quý của nhà họ cố đang đi đến nên rất tự giác cáo từ chừa chỗ cho hai người cổ hoài cẩn nhã nhận nói tiếng cảm ơn trên mặt lục trinh không hề có cảm xúc dư thừa nào lục tổng đại giá vô cùng vinh dự cậu hai khách sáo rồi hai tay bắt lấy nhau dừng lại rất lâu bốn mắt nhìn nhau loáng thoáng có tia lửa xuất hiện bàng thiệu huân kéo đàm hy lùi về sau nửa bước rời xa vòng vây khí thế của hai người ga dò anh làm gì vậy cứu cô đó không ngửi thấy mùi thuốc súng đang lan tỏa trong không khí sao đàm hy trợn mắt nhát gan bàng thiệu huân bên kia tay của hai người đã buông ra hai người đứng cách nhau nửa bước chân tư thế thẳng tắp như nhau một người mạnh mẽ như tùng bách một người tiêu sái như ngọn gió trong lành một trắng một đen tạo nên tự thể rằng co cổ hoài cẩn nghe nói hạng mục của lục trinh ở bình tân mọc lên như nấm vẫn chưa kịp nói tiếng chúc mừng lục trinh cậu hai về nước chưa lâu nhưng tin tức lại khá nhanh nhạy câu nói này giống y hệt với cách nói chuyện của đàm hy cười trong mắt cố hoài cẩn sâu dần ngày nay thông tin phát triển mạnh nhị ra lại nổi tiếng không muốn chú ý đến cũng khó lục trinh không nhận xét gì về lời nói này Cố Hoài Cần cũng không để tâm đến, thấy bầu không khí hơi gượng gạo, anh ta đột nhiên đổi tầm mắt, nhìn sang bên cạnh, tâm trạng của cô đàm khá tốt, xem ra không hề bị ảnh hưởng gì, như thế, cố mổ cũng yên tâm rồi. Nụ cười của đàm hy cứng đờ, bàng thiệu huân ngơ ngác, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại giữa cô và cố Hoài Cần. Ánh mắt lục trinh toát lên sự lạnh lùng, chớp mắt, trở nên nặng nề, đi xuyên qua bàng thiệu huân, giơ tay ra kéo đàm hy vào lòng, cười nói em quen biết cậu hai. Hử! giọng điệu bình thường biểu cảm không đổi thậm chí có thể thấy nụ cười nhưng còn khủng bố hơn cả lúc không cười đàm hy dứt khoát không quen lục trinh ôm cô chặt hơn xoay sang nhìn kẻ đầu sỏ thể hiện thái độ dò hỏi cố hoài cẩn xòe tay đúng là không quen nói xong nhìn chằm chằm vào đàm hy rồi xoay người rời đi vì thế hai người đang chơi trò gì vậy sao tôi không hiểu gì hết bàng thiệu huân vẫn đang ngơ ngác đáng tiếc không ai trả lời anh ta lục trinh ghé lại gần cánh môi mỏng cọ sát vào vành tai nhỏ nhắn của đàm hy giọng nói lạnh lùng suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào đi nói xong lùi ra cúi đầu nói chuyện với người đến thăm hỏi đàm hy cảm thấy cả thế giới đều trở nên xám xịt cố hoài cần chết tiệt bây giờ cô đã có thể khẳng định một phần trăm người này không phải là cố miên vừa thất vọng vừa bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hiện nay lại có thêm một manh mối cứ dựa theo đó cũng có ngày sẽ tìm được đồ mốc thối kiếp trước viêm hề chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cố miên đứng ra chắn xe vì cứu cô. Đàm hi của kiếp này sẽ không để cho sự tiếc nuối và hổ thẹn tiếp diễn thêm. Cô nhất định phải tìm được cậu ấy. Sau đó, nói một câu, xin lỗi, có vài món nợ, luôn phải trả, chỉ là sớm hoặc muộn mà thôi. 9 giờ 30 phút, buổi tiệc kết thúc, vợ chồng cố nghiệp đích thân tiến khách, ba người con đứng dàn hàng, có ai mà không tán thưởng, phụ tử tử hiếu, anh em hòa thuận. Bàng thiệu đình đứng bên cạnh cảnh lam. Cô ta mặc một bộ váy dài màu cam, tôn lên khí sắc tuyệt vời, lúc này đang nhìn giáo giác khắp nơi, ánh mắt nôn nóng. Cảnh Lam Chu đáo phát hiện ra sự bất thường của con gái, "Thiệu Đình, sao thế con?" "Không sao ạ, à, xe sắp đến rồi, kiên nhẫn đợi thêm chút nữa nhé." "Vâng, Bàng Hiệu Huấn, đừng nhìn nữa, Lục Trinh đã đi từ nửa tiếng trước rồi." "Anh, ánh mắt Bàng Thiệu Đình khẽ lóe lên, nhìn bộ dạng của em kìa, chỉ có thế thôi sao? Trên đời này đàn ông nhiều vô kể." sao cứ để ý mỗi một người vậy, em có ngốc hay? Không, hai người lớn lên cùng nhau, tuy rằng không có mối quan hệ máu mủ, nhưng tình anh em chỉ nhiều không ít. Anh ta nói như vậy, chẳng qua chỉ muốn kích thích cô nhóc này. Nếu là một người có cá tính, chắc mắt là có thể buông được, tìm kiếm một mối tình mới. Những bàng thiệu đình có thể kiên trì được đến tận hôm nay mà vẫn chưa chết tâm, thì sao có thể dễ dàng bị dao động như vậy được? Vì thế, những lời này không những không đánh thức được cô ta, mà ngược lại còn đâm chúng chỗ đau, cô ta cười lạnh hai tiếng, anh, em biết anh có mối quan hệ tốt với ả ta, cũng không cần phải đạp em xuống đất chứ. Bàng thiệu huân ngơ ngác một lúc lâu mới phản ứng lại được, ả ta là chỉ đàm hy. Nhất thời, tức tối bật cười, cái gì gọi là đạp em xuống đất. Trước đây mẹ và bà nội để mặc em gây chuyện thì cũng thối đi. Bây giờ anh Trinh đã có bạn gái, em xỉa vào làm gì? mươi 643, anh vẫn là đại điểm điểm của em đấy chứ em xía vào không phải hợp với ý của anh sao bàng thiệu đình thẹn quá hóa giận cái câu đã có bạn gái giống như một cây kim đâm mạnh vào tim của ta bàng thiệu huân bỗng nhiên ngừng cười ánh mắt lạnh lùng hợp ý của anh nói cho rõ ràng anh chẳng lẽ anh không có một chút cảm giác gì với đàm hy em nghe nói lúc cô ta ở bệnh viện anh là bác sĩ chính đủ rồi không đợi bàng thiệu huân có phản ứng gì cảnh lam đã lên tiếng ngăn lại khuôn mặt đã mất đi sự dịu dàng thiệu đình con đã không còn là đứa trẻ bí tuổi nữa, nên biết những gì nên nói, những gì không nên nói. Mẹ, con không có cố ý. Bàng thiệu đình rũ mắt, vừa hay che đi sự kinh ngạc và luống cuống trong mắt. Cô ta không hề ngờ tới người mẹ luôn cưng chiều cô lại sẽ đột nhiên trở nên nghiêm khắc như thế. Bởi vì bàng thiệu hơn sao, cũng đúng, suy cho cùng con ruột luôn quan trọng hơn, một đứa con nuôi như cô ta thì được xếp vào hàng thứ mấy chứ. Cảnh Lam, lần trước ông cụ đã nói trước mặt cả nhà, ông cụ thích đàm hy, kêu chúng ta đừng dở trò phá hoại. Ngay cả bà cụ cũng không còn dám có ý kiến gì, còn cần gì cứ phải u mê như thế. Nhà họ bàng, ông cụ rất ít khi để ý đến những việc vặt phãnh, một lòng vì nước vì dân. Lần này ông cụ lại nhảy ra nói giúp đàm hy, còn đặc biệt nhắc nhở bà cụ đừng có nhúng tay vào chuyện của Lục Trinh, rõ ràng là muốn đứng ra làm chỗ dựa cho hai người họ. Cảnh Lam tính tình dịu dàng, không thích tranh đấu, trước đây có bất mãn với đàm hy hoàn toàn là vì cảm thấy bất bình cho con gái hôm nay cha chồng đã lên tiếng bà cụ đều đã đồng ý bà còn có lý do gì giữ khư khư không buông nữa nói thẳng ra bà chỉ là mợ của lục trinh mà thôi chuyện hôn nhân căn bản không thể làm chủ được cần gì phải dại dột đâm đầu vào mình nhiệt tình họ thì lạnh nhạt đến lúc đó lại rơi vào cảnh khó xử làm gì cũng đều bị chỉ trích thiệu đình mẹ sẽ không hại con đầu cảnh lam dịu giọng tỏ ra đau lòng a trinh bỏ lỡ con là tổn thất của nó con hoàn toàn có thể có một sự lựa chọn tốt hơn vâng cô ta cúi đầu cảnh lam không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta bà bất lực thở dài đứa trẻ ngoan lùi một bước biển rộng trời cao có lúc quá cố chấp thường sẽ làm tổn thương chính bản thân mình bàng thiệu đình đã bình tĩnh lại mẹ xe đến rồi ừ về thôi bên kia trên đường về bồng lai lục trinh vẫn không nói gì đàm hy thất thần nói thật có hơi khó chịu may mà lộ trình không dài nửa tiếng sau, Land Rover đã chạy tới tiểu khu. Cậu Lục, cố đàm, anh gác cổng nhiệt tình chào hỏi, thấy bầu không khí của hai người không đúng lắm, ngượng ngùng im. lặng trở về chung cư, Lục Trinh thay dép xong đi vào phòng khách, ngồi. Thẳng xuống ghế sofa, hai tay chống lên đầu gối, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Đàm Hy chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, thay dép một cách chậm chạp, định vọt vào phòng ngủ, nhưng... Qua đây, muốn anh đích thân bắt người sao? Đàm Hy bĩu môi, đi đến trước mặt anh, đứng yên, ngược lại không còn thấy căng thẳng nữa. Có thể đây chính là heo chết không sợ nước sôi trong truyền thuyết. Đại điểm điểm, em buồn ngủ quá, chúng ta tắm rửa vệ sinh rồi đi ngủ đi. Đàm Hy nở một nụ cười tươi giói, nhưng ánh mắt lại vô cùng căng thẳng. Lục Trinh dựa người vào sofa, đột nhiên, khuôn mặt dịu xuống, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, đồ ngốc, căng thẳng cái gì. Chẳng lẽ ăn thịt em sao? Anh cũng không phải là quái vật, nhị ra tỏ vẻ anh rất bất lực đàm hy cũng thấy thế thầm nói bởi vì anh là cầm thú mà quái vật và cầm thú khác nhau rất lớn trầm ngâm một lúc lâu lục trinh đột nhiên lên tiếng anh không truy hỏi em em muốn nói thì hãy nói đàm hy kinh ngạc trở nên dễ nói chuyện từ khi nào vậy nhóc con em có ánh mắt gì đó hả lục trinh cắn vào môi cô túc đến bật cười anh vẫn là đại điểm điểm của em đấy chứ đàm hy chắc mắt ngồi lòi ngông cuồng và phong cách bá đạo lạnh lùng đi đâu mất rồi cần đích thân kiểm nghiệm không anh cởi ba chiếc nút áo, tiện thể kéo cả vạt xuống, xòe hai tay ra, bộ dáng đến đây nào, tùy em muốn làm gì thì làm. Nam sắc ở trước mặt, đàm hy nhịn được mới lạ. Tay tiến vào từ cổ áo, trước tiên sờ ngực, sau đó thuận thế đi xuống. Cả người lục trinh cứng đờ, thở gấp em chắc chắn. Lửa do em châm, em tự dập, đàm hy bĩu môi, sờ thêm vài cái rồi thu tay về, biểu cảm khá là không bằng lòng, nhưng trong lòng lại ấm áp. Cô nghĩ rằng cái câu em nói, anh nghe, em không nói, anh không hỏi chỉ là một lời nói suông nhưng không ngờ Lục Trinh đều nhớ hết. Vì thế, lần này cũng không hỏi đúng không, rõ ràng rất để ý những lời nói đó của Cố Hoài Cẩn, nhưng vì lời hứa với cô, anh lựa chọn không truy hỏi, không tức giận. Đại điểm điểm, anh tin em đúng không, giây phút ấy, đôi con người đen nhánh của cô lấp lánh ánh sáng, như ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Anh có khi nào không tin em đâu, nhóc con không có lương tâm, đàm hy hú lên, nhào vào lòng anh, giống như chú mèo con lông xù ngoại trừ ỉ lại thì chỉ còn thân mật lòng bàn tay ấm áp của anh đặt trên chiếc lưng nhỏ nhắn của cô vỗ nhẹ nhàng dịu dàng một cách kỳ lạ trên đời này người có thể khiến lục trinh nhượng bộ như vậy ngoại trừ cái người đang ở trong lòng anh thì chẳng còn ai khác nữa đàm hy cọ đủ rồi đột nhiên ngồi thẳng lưng ánh mắt đen sáng nhìn thẳng vào lục trinh đại điểm điểm em có chuyện muốn nói anh có muốn nghe không ừ khóe môi cong lên trong mắt toàn là sự nuông chiều Lúc nãy em ở trên lầu hai nghe thấy sầm đoá nhi nói chuyện với cố hoài cần. Kẻ trước muốn dâng hiến thể xác, kẻ sau mắng cô ta là kỹ nữ. Sầm đoá nhi tức giận chạy đi, em định đợi cố hoài cần cũng đi rồi mới bước ra, kết quả. Bị phát hiện rồi, u, đang yên đang lành em đi lên lầu hai làm gì. mươi 644, cái gọi là nội tình, cậu hai cố nguy hiểm. Đàm hy Hi nghe thấy thế, im lặng trong phút chốc, sau đó hít sâu một hơi, nói chậm rãi, em đi theo sau lưng cố hoài cần em theo dõi anh ta lục trinh nhướng mày vâng lý do anh ta trông rất giống một người bạn của em bạn không biết vì sao phản ứng đầu tiên của anh chính là đồ ngốc được nỉ non thốt ra trong giấc mơ đàm hy rũ mắt chiếc cổ trắng dài tạo thành độ cong dưới ánh đèn bỗng dưng khiến người ta cảm thấy thích thú ừ rất giống cô khựng lại bổ sung thêm khuôn mặt giống y như đúc giống y như đúc lục trinh cao mày em cảm thấy cố hoài cẩn là người bạn đó của em không đàm hy đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt trong suốt anh ta không phải em chắc chắn 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 trên đời này sẽ không có hai người giống hệt như nhau lục trinh đưa ra căn cứ hiện thực nhất đàm hy không thể phản bác chán nản nói vì thế em mới cảm thấy kỳ lạ muốn đi lên nghiên cứu cho rõ ràng kết luận là không có không có kết luận bởi vì cô không lấy ra được bất kỳ chứng cứ gì chứng minh được mối quan hệ của cố hoài cẩn và cố nguyên là ai đàm hy khựng lại cái gì người bạn kia của em cậu ấy cũng họ cố. Đàm Hy mím môi, cô chỉ có thể nói được như thế. Chuyện trọng sinh, cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói với Lục Trinh như thế nào. Trước lúc ấy, mọi thứ liên quan đến viêm hề cô đều không thể nói ra, bao gồm cả cổ nguyên. May mà, Lục Trinh cũng không truy hỏi gì. Điều này khiến Đàm Hy bất giác thở phào. Em có suy nghĩ gì? Lục Trình hỏi cổ, mắt Đàm Hy sáng lên, cứ như cuối cùng cũng đã tìm được đối tượng giải bày nỗi lòng, nói ra hết mọi suy đoán và tính toán của mình em nghi ngờ nhà họ cố có, có vấn đề vấn đề gì đầu tiên cổ hoài cần ở nước ngoài nhiều năm chưa hề về nước một lần nào riêng chuyện này đã rất kỳ lạ kế tiếp thái độ của cố nghiệp đối với đứa con trai này em cứ cảm thấy có hơi quá lố tục ngữ nói rất đúng hoàng đế yêu con trưởng bách tính cưng con út cho dù cố nghiệp có thiên vị cũng không phải nên đối xử đặc biệt với con út cố hoài xâm hơn sao được cho dù cổ hoài cần bệnh yếu từ bé thường niên không ở bên cạnh, nhưng cũng không cần thiết phải hất đổ trong bát của con trưởng vào trong nội của con thứ hai chứ. Tuy trong buổi tiệc, cố nghiệp không hề nói rõ tương lai cố hoài cẩn sẽ kế thừa gia sản, nhưng giới thiệu con thứ hai trong một buổi tiệc long trọng như vậy, còn nói những từ như cố gắng giúp đỡ, thì chẳng phải có cái ý kia sao. Không chỉ đàm hy hiểu rõ, trong lòng những người đến dự tiệc hôm nay cũng cảm thấy thế. Điểm cuối cùng đàm hy nghiêm túc, em nghi ngờ, thật ra nhà họ cố có bốn người con trai. Nhóc con, em thật sự dám đoán cơ à? Lục Trinh kéo cô vào lòng, xoa mạnh hai cái, tuy nói như thế, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy sự hãnh diện trong mắt anh. Hu, Đàm Hy cảm thấy khác thường, bò dậy khỏi lòng anh, túm lấy cổ áo của anh, hai mắt khẽ nheo lại, đại điểm điểm, có phải anh biết nội tình gì không? Không hẳn là nội tình, nhưng anh có nghe được một vài lời đồn về nhà họ cố. Lời đồn gì, năm xưa, hai chị em nhà họ Lê đều phải lòng cổ nghiệp. Cuối cùng người chị cao tay hơn, trở thành bà cố đàm hy cứ ngỡ như nhìn thấy một thao máu chó đang vẫy tay với cô đừng nói với em là cô em không cam tâm nảy sinh quan hệ với anh rể đoán đúng được một nửa là sao đàm hy chớp mắt nhất thời cảm thấy tò mò không thôi thật ra cổ nghiệp và người em từng quen nhau chỉ là cuối cùng lại chia tay thủ đô chỉ lớn đến vậy huống chi cố ra là sự tồn tại khiêm tốn thần bí nhất trong tứ đại tài phiệt càng khiến người ta thấy tò mò hơn so với ba nhà còn lại vì thế, chuyện của năm xưa mới lan truyền xôn xao như thế, đều nói rằng hai đóa hoa xinh đẹp của Lê Gia đều bị người cố ra hái hết. Đàm Hy suy nghĩ, người chị gả cho bạn trai cũ, xin hỏi diện tích ám ảnh tâm lý của người em là bao nhiêu? Sau đó thì sao, người chị giúp chống dậy con, người em xuất ngoại đi học. Đàm Hy ôm lấy cổ anh, sao anh biết được những chuyện này vậy? Lúc ấy Lục Trinh cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé, còn chưa hiểu chuyện, sao lại nói cứ như chính mắt nhìn thấy thế này, bà cụ từng kể qua, bà nội nếu là đàm thủy tâm thì hợp lý rồi đàm hy chỉnh lý câu chuyện cô kia lại một lượt đột nhiên trừng mắt anh cho rằng cố hoài cẩn là con riêng chưa chắc tại sao nói không chừng là kết quả của em vợ gian díu với anh rể nếu là như thế bà cố sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ta nhưng sự thật chứng minh lê diệp không chỉ thương yêu đứa con trai này mà còn đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc đón tiếp cho anh ta đích thần lo liệu mọi việc giống người tác phong của một người mẹ hiền hơn nữa nếu cổ hoài cần không phải là con ruột, bà ấy sẽ đồng ý. Chia sẻ một nửa quyền lực của con cả qua cho anh ta. Lại lâm vào ngõ cụt, phiền chết đi được, đàm hy bực bội cao tường. Cái này không đúng, cái kia cũng không đúng, rốt cuộc cố hoài cần là thần thánh phương nào. Lục trinh vội vàng vuốt lông cho cổ, mang theo vài phần an ủi, cố hoài cần này quả thật có vấn đề, sau này hãy tránh xa anh ta một chút. Vâng, chán nản, đánh một cái vào mông cổ, Lục chính sở khóc sở cười, em nói chuyện đàng hoàng xem nào. Đàm Hy ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng ngoan ngoãn, anh cảm thấy cậu hai cố có vấn đề gì. Nguy hiểm, hả, Lục Trinh cau mày, không biết đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt lạnh lẽo cảm giác anh ta cho anh, rất nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm, mà còn, rất quen thuộc, chương 645, ai đang thăm dò ai. Nhà chính cố ra, buổi tiệc kết thúc, khung cảnh vắng vẻ, chủ nhân đã lên lầu nghỉ ngơi, vài người làm đang quét dọn sảnh lớn, Chân tay ai nấy cũng đều nhanh nhẹn. Mọi người không trò chuyện gì với nhau, thậm chí còn bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra bất kỳ tạp âm nào. Vừa nhìn là biết đã được huấn luyện kỹ càng, vô cùng quy tắc. Cố Hoài Sâm đứng trước của một phòng ngủ, do so dự một lúc lâu, nhưng vẫn gõ cửa. Cốc cốc, cửa không khóa, anh ta đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là vật dụng nội thất mới tinh và ga giường bằng phẳng. Cố Hoài Cẩn đứng trước cánh cửa sổ sát đất, trên người vẫn mặc bộ âu phục màu trắng kia. Đèn rất tối, khiến bóng lưng anh ta cũng mơ hồ theo. Anh hai, cố hoài sám mở miệng kêu anh ta, đứng ở ngoài cửa làm gì, đã gõ cửa rồi, không vào sao. Lúc này cố hoài sâm mới xảy bước đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Tìm anh có việc, anh, những ngày qua ở nhà đã thấy quen chưa? Cố hoài cần chỉ vào sofa, mời anh ta ngồi xuống, đều rất ổn. Những đồ nội thất này đều được thay mới, mẹ đã phải tốn hết hai ngày đi chọn lựa kỹ càng đấy ánh mắt của cổ hoài cẩn ánh lên sự ôn hòa thật ra không cần phiền phức đến thế trang trí lúc trước rất ổn chỉ là giường hơi nhỏ một chút căn phòng này cố hoài cẩn ở trước năm 6 tuổi nên giường chỉ dài một mét năm cố hoài sâm vẫn âm thầm đánh giá anh ta không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt bao gồm cả sự xúc động lúc ban đầu đến sự hoài niệm phía sau mọi thứ đều rất bình thường chuyện khác thường tất có trá một người nhiều năm không về nước bỗng dưng trở lại đặt tay lên ngực tự hỏi chẳng lẽ anh không hề nghi ngờ những lời nói lúc nãy của đàm hy lại vang lên bên tai cố gắng loại bỏ tạp niệm cố hoài sâm à cố hoài sâm sao mày có thể nghi ngờ anh ruột của mình chỉ bởi vì một người phụ nữ không yêu mày đáng không không đáng cổ hoài cần khó hiểu a à sâm sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó có vấn đề gì sao không không có nếu không có thì anh chuẩn bị đi tắm anh trước đây anh có quen biết đàm hy không nếu như gặp một lần cũng được tính như quen biết, thì chắc là phải. Ánh mắt cố hoài sâm nghiêm túc, hai người từng gặp nhau. Tối nay trên lầu 2, cô ta trốn sau cột nhà nghe lén. Khụ, ngoài lúc đó ra thì sao? Chuyện này cố hoài sâm cũng nhìn thấy rồi. Anh ta còn nhìn thấy anh hai ôm đàm hy, cuối cùng hai người rời đi trong sự bực bội. Không có, cổ hoài sâm đột nhiên thở phào, nhưng dây tiếp theo. Anh thấy hình như em rất hứng thú với cô gái họ đàm kia. A à, sâm thích cô ta. Đàm Hy là bạn gái của Lục Trinh. Ừ cố hoài cần gật đầu, người đã có chủ, sau này hạn chế đi trêu chọc người ta. Cố hoài sâm đỏ mặt, anh, trong lòng em hiểu rõ. Nói xong, hoảng loạn bỏ đi. Sau khi anh ta đi, cố hoài cần đứng lên đóng cửa. Cạch, giây phút khóa cửa lại, nụ cười biến mất, ánh mắt vốn dịu dàng cũng biến mất, chỉ còn sót lại mỗi sự lạnh lẽo băng giá. Như đầm băng ngàn năm không thể nào tan chảy được, rốt cuộc là ai thăm dò ai, vẫn còn chưa biết. Cổ hoài cần nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa. Hoa hạ à, thật sự là một nơi thú vị. Lúc này bàng gia cũng đang tiến hành một buổi tâm sự. Cảnh Lam, A à Huân, con nói thật cho mẹ biết, có phải con có cảm giác đó? Với đàm hy không, bàng thiệu huân ngơ ngác cảm giác gì? Đứa nhỏ này, thì là thích đó. Anh ta giật mình, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Mẹ, mẹ nói con. Có cảm giác, với đàm hy, chẳng lẽ không phải, cái gì vậy trời? Mẹ đừng đoán bậy, tương lai người ta sẽ là chị dâu của con đó. chương 646, có xứng hay không, chúng ta không có quyền phán xét. Cảnh Lam bán tín bán nghi, bàng thiệu huân nghiêm túc, sau này đừng nói những lời như thế nữa. Lục Trinh có tính thích bao che, để anh ấy nghe thấy thì chẳng phải sẽ lột da của con hay sao. Làm gì đến mức đó, tuy nói như thế, nhưng cảnh Lam vẫn thấy trột dạ. Đứa cháu này trải qua những năm tháng rèn luyện, đã lớn mạnh đến mức khiến người ta phải ngước nhìn, ngay cả ông cụ cũng không dám nói nặng lời chỉ sợ ông cháu xa cách tương lai bảng ra sẽ rơi vào thế bị cô lập mẹ mẹ cũng đã thấy lục trinh có thái độ gì với đàm hy rồi con cũng không muốn nói nhiều nữa thiệu đình làm trò ngu ngốc mẹ cũng không thể hùa theo được tình huống như nhà chúng ta không sợ người ngoài tập kích chỉ sợ người trong nhà không hiểu rõ được nội tình cảnh lam nghe thấy thế đột nhiên sửng sốt ý của con trai là bà không hiểu rõ tình thế sao lúc đầu Cảnh Lam chỉ cho rằng Lục Trinh chỉ nhất thời ham mê thứ mới mẻ, thích kiểu con gái xinh tươi, trẻ trung. Nhưng hai năm trôi qua, hai người không những không có ý định chia tay, mà ngày càng thân mật hơn, tuy không muốn tin, nhưng không thể không thừa nhận một sự thật, Lục Trinh không phải chơi đùa. Nó rất nghiêm túc qua lại với Đàm Hy, thậm chí còn tiến đến mục đích kết hôn, sống đến bạc đầu dai lão. Nếu lúc này bà còn dại dột như thiệu đình, thì không phải là không có mắt nhìn, mà đã là mù mắt rồi huống gì ông cụ và bà cụ đều đã gật đầu đồng ý bà còn có ý kiến làm gì vô cớ chọc tức người khác mẹ việc mẹ nên làm bây giờ không phải là giúp thiệu đình đi phá đám cặp đôi nhà người khác mà nên nghĩ xem nên khuyên nó thế nào nếu cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn có thể có chuyện gì lớn chứ a à, huân con đừng dọa mẹ mí mắt cảnh lam giật giật không nhịn được bèn vỗ ngực bàng thiệu huân cau mày Trước ngày hôm nay anh ta cũng thấy sẽ không có vấn đề gì lớn, cùng lắm Thiệu Đình chỉ buồn chán một khoảng thời gian, từ từ rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng, lúc nãy trước cửa nhà họ Cố, con bé lại có thái độ như thế. Không chỉ không buông được, mà còn có xu thế tiến vào sâu hơn. Con nói trước, sau này có xảy ra việc gì, đừng trách con không nhắc nhở mẹ. Á à Huân, con đừng đi mà. Cảnh Lam cất bước đuổi theo, những gì con nói mẹ đều hiểu hết, nhưng với tính cách của Thiệu Đình. Hai mẹ cũng không khuyến nổi nó đâu, kêu bà nội ra mặt, nếu không được, trực tiếp kêu ba ra nói chuyện. Với nó, ba con, một người đàn ông như ông ấy, làm gì hiểu được tâm tư của con gái. Khụ, một tiếng ho nhẹ vọng từ cửa, một người đàn ông mặc quân phục bước vào, vừa đi vừa tháo móc gài, hai mẹ con đang nói xấu gì sau lưng tôi đấy. Bàng thiệu huân, ba, u, con đi lên trước, ngày mai còn cuộc phẫu thuật nữa. Nghỉ ngơi sớm một chút, bác sĩ làm việc không thể qua loa. Bàng thiệu huân vâng lời, xoay người lên lầu. Cảnh Lam thấy con trai đi rồi, tiến lên đón như một người vợ nhỏ, nhận lấy áo khoác quân phục ông cởi xuống, xoay người móc lên giá, tiện thể phủi bụi và vuốt phẳng những nếp nhăn vốn không tồn tại. Hôm nay không cần học, lần đầu về nhà sớm như vậy đấy, giao cho cấp dưới chủ trì rồi. Bàng Lập Minh nhìn thấy bà mặc sườn xám, trang điểm xinh đẹp, ấn đường nhíu chặt lại đi tham gia tiệc gì vậy. Ông đừng có không vui, lần này là bà cụ bắt đi, người làm con dâu như tôi có thể từ chối được sao bà cụ đúng vậy cố ra có mặt mũi lớn mẹ chúng ta đều đã lên tiếng rồi trà xanh có muốn không cho tôi một ly đang khát đấy bàng lập minh nhận lấy sau này những buổi tiệc kiểu đó có thể từ chối thì cứ từ chối tình hình nhà chúng ta đặc biệt tham dự quá nhiều rất dễ khiến người khác chú ý tôi có chừng mực về chuyện xã giao yên tâm vậy thì tốt bàng lập minh vỗ lưng vợ cảm thán vất vả cho bà rồi giữa vợ chồng với nhau không nên nói những điều này cảnh lam cầm lấy ly trà ngồi xuống cạnh chồng tôi có một chuyện muốn hỏi ông nói trước nhé đừng có lừa tôi bà xem bà kia tôi lừa bà khi nào muốn hỏi gì cứ nói đi tôi đây chắc chắn sẽ có sao nói vậy cảnh lam không có tâm trạng nói đùa với ông ấy nói thẳng rốt cuộc ông có dự định gì với chuyện của a trinh và đàm hy tại sao lại hỏi như thế cảnh lam trừng mắt nhìn ông đã nói là không qua loa con gái chúng ta từ bé đã thích A Trinh, ông không biết sao. Bàng lập minh cao mày, cứ như hôm nay mới biết tin tức này, ánh mắt kinh ngạc, thiệu đình và A Trinh. Cảnh Lam sốt ruột, ông có vẻ mặt gì đấy? Lại giả vờ à? Giả vờ cái gì? Tôi thật sự không hề biết chuyện này. Bàng lập minh nghiêm túc, cảnh Lam thấy ông cũng không giống như giả vờ, cả người dối bời, người làm cha như ống thật là hời, ngay cả con gái mình thích ai cũng không biết. Bàng lập minh thở dài, tôi cho rằng chỉ là ý một phía của bà cụ, không ngờ thiệu đình nó hai bây giờ ông biết rồi thì định làm như thế nào còn có thể thế nào nữa a à, trinh đã có bạn gái rồi con cháu nhà họ bàng của tôi không làm những chuyện thất đức lập trường rõ ràng tam quan ngay thẳng cảnh lam đã biết trước ông sẽ nói như vậy nên không cảm thấy bất ngờ chỉ là có hơi đáng tiếc bàng lập minh đáng tiếc gì với điều kiện của lục trinh hoàn toàn có thể tìm được một cô gái có gia cảnh xứng đối hơn không cần phải đâm đầu vào mỗi một gốc cây như đàm hy sắc mặt ông trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vợ có xứng hay không chúng ta không có quyền phán xét a trinh mới là người có quyền phát ngôn nhất ánh mắt cảnh lam lóe lên tôi cũng không có ý gì khác người làm mợ quan tâm cháu của mình thì đã sao nào a trinh không thích người khác nhiều chuyện những năm qua ông cụ khi đối diện với nó cũng đều phải ước lượng chừng mực bà đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn đến lúc đó tổn thương đến tình cảm của hai nhà thì không thể nào bù đắp được đâu chương 647, cảnh lam thỏa hiệp, sầm đoá nhi tìm đến. Tận cửa, người là cậu như ông không thể cho chút ý kiến về chuyện hôn nhân đại sự của cháu mình hay sao? Thái độ dè dặt của chồng và cha chồng khiến cảnh lam thấy rất không vui. Lục Trinh là vãn bối, dựa vào gì được tôn lên cao thế? Con trai bà còn chưa được đãi ngộ đó nữa là, bàng lập minh cười khổ, đừng nói là ý kiến, cho dù là đề nghị, thì cũng phải do A Trinh chịu nghe mới được. Đứa cháu này lông cánh cứng cáp, ông không kiểm soát nổi may mà bàng gia cũng không nghĩ tới việc khống chế anh cảnh lam mím môi ánh mắt bất mãn bàng lập minh cũng không dung túng cho bà như trước đây nữa nghiêm túc nói bà đừng nghĩ rằng tôi không thấy được chút suy nghĩ kia của bà bắt a trinh cưới thiệu đình chẳng qua là để tạo độ bảo hiểm cho mối quan hệ của hai nhà thôi còn gì không cần thiết đâu cảnh lam nhìn chồng mình đầy kinh ngạc hóa ra ông ấy cũng hiểu không chỉ tối lúc đầu mẹ cũng tính như thế nhưng gần đây lại đột nhiên thay đổi thái độ phụ nữ các người đó, suốt ngày nghĩ linh tinh, buồn giàu vô cớ, ở một trình độ nào đó, liên hôn là cách ràng buộc tốt nhất. Nhất là đối với những gia đình như họ, bàng lập minh thì lại không đồng ý với cách nói của vợ, nếu hai nhà không có mối quan hệ nào thì liên hồn là một cách tốt, nhưng hai nhà bàng lục thuộc tình huống đặc thù, không thể làm theo cách thông thường được. Cảnh Lam trầm ngâm, đặc thù, đúng vậy, cháu nội của lục gia là cháu ngoại của bàng gia. Quan hệ máu ngủ đáng tin cậy hơn hôn nhân. Bàng Lập Minh nói chúng trọng điểm, sau này đừng hùa theo làm bậy nữa. Con gái không nghe lời, người làm mẹ như bà càng phải nên dạy bảo, dẫn dắt nó. Cảnh Lam chừng mắt nhìn ông, đúng là hai cha con, cách nói chuyện giống hệt như nhau. Bà tìm lúc nào đó mời A Trinh đến ăn cơm, có thể đặt một bàn ở nhà hàng không? Vì sao? Chẳng phải tôi sợ thiệu đình thấy rồi khó chịu trong lòng hay sao? Vừa mới nói không thể chiều nó, bà xem bà đi, lại nữa rồi. Bên ngoài cũng được mà, sao cứ nhất thiết phải trong nhà. Bắt buộc phải trong nhà, không thương lượng thêm. Bàng Lập Minh vốn không phải là người dây dưa. Tối nay đã nói đủ nhiều rồi, mà cảnh Lam vẫn muốn dùng chiêu trò, điều này khiến ông ta có chút tức giận. Ông tức giận cái gì? Cảnh Lam nhất thời thấy tủi thân không thôi. Những năm qua, tuy bà ta không nói gì, nhưng cách ông cụ thiên vị đứa cháu ngoại hơn cháu nội khiến bà ta thấy bất mãn trong. Long, nhưng bàng Diên Triều là trưởng bối, bà không thể làm được gì, nên chúc toàn bộ oán giận lên người lục trinh hôm nay chỉ bộc phát hết ra mà thôi bàng lập minh không hề hiểu những điều vòng vo của bà ta chỉ nói đây là vấn đề về thái độ đời nào ra mắt người lớn lại chạy ra ngoài ăn cơm chứ đây chẳng khác nào làm khó con gái nhà người ta một cách công khai sao ngay cả một thằng đàn ông thô lỗ như tôi còn biết sao bà lại chậm tiêu thế hả ra mắt người lớn cảnh lam bất giác ngồi thẳng người ông cụ đã thể hiện rõ thái độ ra đó mẹ chúng ta cũng không phản đối, đều là chuyện sớm muộn, cũng đến lúc mời nhà gái gặp họ hàng nhà trai rồi. Ông để tôi bình tĩnh lại đã, cảnh lam xoa ấn đường, xem ra thiệu đình thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi. Bàng lập minh rót trà cho mình, uống xong một ly, lại rót tiếp ly khác, nói nhiều như thế, khiến ông khát khô cả cổ. Một lúc sau, cảnh lam mới bình tĩnh lại được, cũng không còn gì oán giận nữa, ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi lại được. Bà ta nhận thức rõ thực tế, lựa chọn thỏa hiệp, tôi sẽ sắp xếp buổi tiệc một cách nhanh chóng, còn về thiệu đình. Cố gắng khuyến vậy, ngày hôm sau đàm hy tỉnh dậy, Lục Trinh đã đi rồi. Ăn xong bữa sáng, cô rời giá vẽ ra phòng khách, thắt xong tạp dề tiếp tục lên màu. Dừng vẽ một ngày, đàm hy mất nửa tiếng mới tìm lại được cảm giác. Trừ giữa chừng nhận được cuộc gọi của Phạm Trung Dương và đi vệ sinh hai lần ra, thì thời gian còn lại cô chẳng rảnh rỗi được chút nào. Đến tận 3 giờ chiều, Đàm Hy mới cảm thấy hài lòng, thu dọn công cụ vẽ, kết thúc công việc của ngày hôm nay. Dựa vào trạng thái và tiến độ này, chậm nhất 5 ngày là có thể hoàn thành. Đàm Hy rót cho mình một ly nước ấm, cầm đi ra ban công, dựa vào lan can, cảm nhận ánh nắng và làn gió nóng ngày hạ, các lỗ chân lông đều được thư giãn đến hết cỡ. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vọng ra từ trong phòng. Đi đến gần mới phát hiện chiếc điện thoại bàn được lắp ở huyền quan đang đổ chuông, alo. Chào cô Đàm, đây là phòng gác cổng, có một cô họ sầm nói là bạn của cô, có muốn để cô ta vào không? Sam, sầm đoá nhi, cô ta đến làm gì? Bên này đàm hy đang chìm vào suy nghĩ, thì bên kia sầm đoá nhi đã giật ống nghe điện thoại đến, anh tránh ra, để tôi đích thân nói chuyện với cô ta. Này, sao cô có thể như thế hả? Đàm hy nhướng mày, cô muốn xem thử, sầm đoá nhi lại muốn dở cho gì? Đàm hy, nghe giọng điệu khá ngông nghênh cô sầm có việc gì vậy? Dựa người vào mép tủ giày, đàm hy nhàn nhã. Người này thấy cô vừa mới rảnh rỗi, cảm thấy buồn chán, nên tìm đến tận cửa pha trò cho cô vui. Có việc tìm cô, lên rồi hãng nói. Chật, tôi có đồng ý cho cô lên chưa? Sầm đoá nhi đang chuẩn bị đặt ống nghe xuống, nghe thấy thế, khượng lại cô có ý gì? Sắc mặt đàm hy lạnh lùng, giọng điệu cứng nhắc tôi không thích cách nói chuyện của cô, cũng không có gì đáng để bàn, cô không cần lên đầu, đi về làm cổ chủ của cổ đi. Muốn dạo oai ở trước mặt cô, đồ ngu, sầm đoá nhi hít sâu đè nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng ngực, tôi không nói đùa, thật sự có việc gấp muốn nói với cô. Lần này, giọng điệu không còn sắc sược nữa, nhưng vẫn gượng gạo như cũ. Đàm Hy thở dài, nhưng tôi không gấp nhé. Cô, giây phút đó, sầm đoá nhi thật sự muốn đập điện thoại, sau đó tiêu sái bỏ đi. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt, cô ta căn bản không dám rời bước. mươi 648, thay đổi thái độ càng chật vật mới càng phải xinh đẹp. Sau khi tranh cãi với tần gia, bàng gia từ chối, hết hy vọng với cố gia, thì chỉ còn mỗi Lục Trinh mới có thể khiến công ty hồi sinh. Nhưng Lục Trinh vốn không muốn gặp cô ta, thậm chí không cho cô ta bước vào cửa Lục Thị. Hết cách, Sầm Đoá Nhi chỉ đành tìm đột phá ở chỗ Đàm Hy. Nhưng với tình hình trước mắt, con đường này dường như không dễ như trong tưởng tượng. Ôi ôi ôi, cô Sấm sắp thẹn quá hóa giận sao? Tôi thấy hơi sợ rồi đó, nếu như thế thì càng không thể cho cô lên lầu, lỡ đâu cô lên cơn cắn tôi thì sao đây? Đàm Hy, đừng quá đáng dám mắng cô ta là chó. Sầm đoá nhi tức giận, hai mắt đỏ bừng. Không được, cô ta phải kiềm chế. Kiềm chế, hít sâu, hạ giọng, thật ra chúng ra ngoại trừ vài lần xích mích nhỏ nhặt ra, thì không có thù hận gì lớn cả. Cô có thể, đừng có châm trích tôi được không? Câu cuối cùng, mang theo giọng điệu nghẹn ngào, nhưng lại cố gắng kiềm chế, nhưng kết quả lại không như ý muốn, nên rất dễ dàng nghe thấy tiếng vỡ giọng. Hai, anh gác cổng thấy thế, không khởi động lòng trắc ẩn, tôi nói cô đừng khóc mà câm miệng, mẹ nó ai khóc hả, ai khóc hả, chuyện này, rõ ràng đang lau nước mắt, lại thà chết không chịu nhận. Sầm đoá nhi cảm thấy rất mất mặt, nhưng ngoại trừ việc cắn răng tiếp tục cầu xin người khác ra, cô ta không biết bản thân mình còn có thể làm được gì. Từ lúc tiếp nhận sầm thị, cô ta đã không còn là cổ hai được cưng chiều hết mực của sầm ra nữa. Người trong ban giám đốc mắng cô ta là nhóc danh vắt mũi chưa sạch. Nhân viên trong công ty gọi cô là sầm tổng. Trong miệng Tân Dung thường nhả ra hai chữ nhiệt nữ, ngay cả người chị ruột cũng không chịu gọi cô ta một tiếng em gái nữa há miệng khép miệng đều là sầm đoá nhi sao cô lại cứng đầu không chịu thông suốt thế này con người chỉ có bị ép đến góc chết mới nhìn thấy rõ thói đời nóng lạnh xin cô đó đàm hy ít ra cũng cho tôi cơ hội nói hết hóa ra miệng cô ta cũng sẽ có lúc thốt ra chữ xin này thật sự không khó chỉ cần mặt dày bỏ hết sỉ diện vứt đi dáng vẻ kiêu ngạo giả vờ thành kẻ thấp hèn sầm đoá nhi ơi sầm đoá nhi mày cũng có ngày hôm nay Cô ta tự cười nhạo chính bản thân mình, đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sầm đoá nhi dường như rơi vào cảnh tuyệt vọng, chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao. Đột nhiên, lên đấy đi, cái, cái gì, tầng 18, sầm đoá nhi cảm thấy, bản thân cô ta có thể đang nằm mơ. Cô đưa điện thoại cho anh gác cổng, ừ, sầm đoá nhi lúng túng làm theo, kêu anh nghe điện thoại này. Anh gác cổng nhận lấy, cô đàm, vâng, được, tôi biết rồi, cô yên tâm, được thôi, bye bye đặt ống nghe xuống, gác cổng xé một đoạn giấy cuộn đưa qua, này, lao đi, cổ đàm nói cô có thể đi lên, nhưng, vì để đảm bảo, nếu nửa tiếng sau cô không đi ra, tôi sẽ báo cảnh sát. Vì thế, lên nhanh đi, đừng dại dột mà làm chuyện mất lý trí, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Sầm đoá nhi túm lấy khăn giấy lau nước mũi, lại chùi nước mắt, hừ. Không cần anh hù dọa đầu, nói xong, nhấc giày cao gót xải bước rời đi, chiếc lưng vừa kêu ngạo vừa ngông nghênh khiến anh gác cổng tức giận dậm chân, thứ phụ nữ gì thế này. Vừa khóc vừa cười, vậy mà lúc nãy anh ta còn động lòng thương hoa tiếc ngọc, sớm biết như thế đã cho cô ta ngồi vào góc khóc một mình rồi. Hu, nhưng, vóc người của cô ta thật sự rất đẹp, lúc đi uốn éo cũng rất tuyệt, hề hề. Đàm Hy đếm thời gian, vào lúc 4 giờ 32 phút, chuông cửa vang lên. Cô đứng dậy mở cửa, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của sâm đoá nhi xuất hiện trước mắt cô. Lúc này rồi, còn không quên trang điểm lại cho bản thân, rất tốt. Đàm Hy nhách khóe môi, nghiêng người, mời vào. Trong nụ cười không hề có sự châm biếm và chế giễu cứ như xuất phát từ thật lòng. Sầm đoá nhi khó hiểu, có khả năng đó không? Hay là, trong này có chiều trò gì đó? Trong tủ có dép, tự lấy đi, sau khi vào thì đóng cửa lại. Đàm Hy vừa nói vừa đi vào trong. Sầm đoá nhi không kịp do dự, nhanh chóng tìm dép mang vào, đi theo. Ngồi đàm hy chỉ vào sofa phía đối diện, không có thức uống khác, uống nước lọc được không? Ha, uống, hay không uống? Một chữ hoặc hai chữ, có khó đến thế không? Sầm đoá nhi kinh ngạc, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Người này vẫn là Đàm Hy chứ? Vẫn là một người với cái người châm trích cô qua điện thoại lúc nãy sao? Không uống thì thôi, uống. Đàm Hy đặt cốc thủy tinh xuống trước mặt cô ta, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Cô chỉ có 30 phút, bây giờ đã trôi qua hết 6 phút 18 giây rồi. À! Trước khi đi vào vấn đề chính, có thể hỏi có một chuyện không?" Sầm Đoá Nhi cầm ly nước lên, tỏ vẻ thấp thỏm. Sao cô đột nhiên lại? Sầm Đoá Nhi khựng lại, cứ như không biết diễn đạt như thế nào, im lặng một lúc sau mới nói, "Đột nhiên thay đổi tính cách vậy?" "Đổi tính?" Đàm hy nhướng mày, Sầm Đoá Nhi lúng túng gật đầu, động tác mỉm cười khi vào cửa lúc nãy, sau đó nói cho cô ta biết xếp đặt ở đâu, còn hỏi cô ta có muốn uống nước không. Sự đãi ngộ này, đột nhiên để lộ ra một thứ cảm giác kỳ quái người khác đối xử với cô ta như thế thì còn dễ nói nhưng người này là đàm hy ngang ngược ngông nghênh bá đạo cực phẩm tóm lại là một người tinh danh thông minh sẩm đoá nhi cảnh giác theo bản năng nhưng không ngờ sự chuyển biến của đàm hy với cô ta chẳng qua là do hành động trang điểm lại trước khi gõ cửa của cô ta một người phụ nữ có thể thất bại có thể khóc thậm chí có thể yếu đuối nhút nhát không kiên quyết nhưng chỉ có một điểm là không thể đó là lấy thất bại làm cái cớ chán trường làm lý do khiến bản thân mất đi sự quyến rũ. Càng chật vật mới càng phải xinh đẹp, nước mắt không phải dùng để tranh thủ sự đồng cảm, chán nản cũng không cần lộ ra trước mặt người khác. Nếu giây phút mở cửa, sầm đoá nhi mà khóc bù lu bù loa, không cần nghi ngờ, đàm hy sẽ đóng sầm cửa lại, sau đó nói cho cô ta biết. Muốn khóc thì cút ra xa một chút, đừng có đứng đó làm chướng mắt bà đây. Ừ, cố ngông nghênh như thế đấy, chương 649, cố gắng chống đỡ thôi, phụ nữ khó sẩm đoá nhi nghe xong mù mờ không hiểu gì hết vì thế chỉ vì trang điểm lại nên đàm hy mới thay đổi thái độ với cô ta khụ sớm biết dễ dàng như thế thì cô ta còn khóc lóc van xin gì chi nữa trực tiếp cầm hộp phấn đánh lên không phải là xong hay sao đàm hy nghiêm túc đây là vấn đề về thái độ b sẩm đoá nhi thì lại cảm thấy người phụ nữ lục trinh phải lòng có thể là một kẻ cuồng sắc đẹp sao cô lại tìm đến đây không thể nói đàm hy nhướng mày là rất ngại nói ra sấm đoá nhi cắn môi nhỏ giọng lẩm bẩm có điều tra lục trinh đột nhiên trừng mắt vội vàng giải thích tôi nào dám cho nên có điều tra tội à câu trần thuật xin lỗi lục trinh vốn không muốn gặp tôi không còn cách nào khác nên mới đưa ra hạ sách này ánh mắt đàm hy tối xuống nói đi tìm tôi làm gì cô có thể khuyên lục tổng đầu tư vào sẩm thị điều kiện có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc chuyện này có nên trực tiếp đi tìm anh ấy tôi không có nhiều quyền nhúng tay vào việc làm ăn đầu tư tự hiến thân với cố hoài cần thất bại chớp mắt lại nhắm vào lục trinh còn thật sự cho rằng tứ đại tài phiệt là kẻ tiêu tiền như rác muốn lừa bao nhiêu thì lừa sao tuy thái độ của đàm hy với sầm đoá nhi có thay đổi nhưng không có nghĩa là cô sẽ đồng ý với hành vi của cô ta và lại có thể khiến một thiên kim tiểu thư hạ mình cầu xin người khác có thể cho thấy vấn đề sầm thì gặp phải không hề nhỏ rất có thể là một cái động không đáy lúc này đi khuyến lục trinh đầu tư cô ta xem có là thánh mẫu à? Đàm Hy trợn mắt, vì chuỗi vốn có chút vấn đề nên một hạng mục lớn sầm thị đang tiến hành bị gián đoạn tạm thời. Sầm đoá nhi kể hết tình hình thực tế cho Đàm Hy nghe, cũng không quan tâm cô có hiểu hay không. Cứ như cô chính là một gọng cỏ cứu mạng duy nhất, nếu không nắm chặt thì sẽ bị tan xương nát thịt. Đàm Hy nghe xong, mỉm cười, tình hình này thuộc về vấn đề nội bộ của công ty, cô hoàn toàn có thể triệu tập các cổ đông quan trọng, kêu họ bỏ vốn giúp giải quyết vấn đề này. Đối với một người mà nói thì có thể là vấn đề khó, nhưng hội đồng quản trị ra mặt thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sầm đoá nhi cười lạnh, siết chặt nắm tay, ánh mắt toát lên vẻ hận thù, những lão già kia ai nấy đều hận không thể hạ bệ tối, sao có thể ra mặt giúp đỡ được. Hờ, cô tiếp quản sầm thì cũng đã nửa năm rồi, ngay cả hội đồng quản trị cũng không giải quyết được. Đàm hy khoanh tay, nhìn cô ta như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, tôi rất tò mò, với áp lực từ phía hội đồng quản trị, sao cô có thể chống chọi được đến hôm nay thường có câu, muốn trừ giặc ngoài trước tiên phải ổn định nội bộ. Hội đồng quản trị là những người quyết định cao nhất của công ty, địa vị quan trọng, sức ảnh hưởng không thể xem thường. Sầm Đoá Nhi mới lên chức, lại là một người phụ nữ trẻ tuổi, không đầu được đám hồ ly giá thành tinh kia là chuyện rất bình thường. Nhưng cô ta lại có thể kiên trì được đến tận hôm nay, đàm hy không nhịn được bèn nhìn cô ta bằng một cặp mắt khác. Chống chọi thế nào, hờ, cứ như nhớ lại thứ gì đó, trên mặt sầm đoá nhi xuất hiện những cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau như chua xót tủi thân hốt hoảng cố gắng chống đỡ thôi cứ chống đỡ rồi sẽ qua thôi nhưng thật sự rất mệt đàm hy cũng không nói rõ được trong lòng cô có cảm giác gì trên lĩnh vực sự nghiệp phụ nữ càng gặp nhiều khó khăn hơn đàn ông có điều tôi vẫn không có cách nào đồng ý với cô được nhưng đàm hy giơ tay lên nghe tôi nói hết trước đã thứ nhất đúng là tôi và lục trinh là người yêu của nhau nhưng công gia công tư gia tư tôi không thể ảnh hưởng đến quyết định trong công việc của anh ấy được. Thứ hai, nếu việc đầu tư vào sầm thì có thể nhận được lợi ích gì đó, tôi tin anh ấy sẽ suy nghĩ cẩn trọng. Dù sao, anh ấy là một doanh nhân, sẽ không chế tiền đâu. chương 650, tôi giúp cô, gặp Lục Trinh. Vì thế, ý của cô là, sầm đoá nhi dẫn bình tĩnh lại, nghe qua giống như từ chối, nhưng nếu nghe kỹ, lại có một. Trước thả lỏng ở bên trong, tôi có thể giúp cô tranh thủ được một cơ hội gặp mặt, nhưng có thể thuyết phục được Lục Trinh hay không, thì tôi không dám đảm bảo. Đàm Hy giải thích, mắt sầm đoá nhi sáng lên, nhưng lại trở nên do dự, ánh mắt bỗng trở nên u tối, thật chứ. Cô không lừa tôi, Đàm Hy cười lạnh, nếu không tin, cửa ở bên đó. Ý ở đây là, đi thong thả không tiến. Xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Sầm đoá nhi cắn môi, thăm dò. Cô, tại sao lại giúp tôi? Hôm nay tâm trạng tôi không tồi, nhìn cô rất thuận mắt. Chỉ như thế, đàm hy liếc cô ta cố sầm cho rằng là thế nào tôi cảm thấy hôm nay cô chịu gặp tôi đã là một kỳ tích rồi vì thế cô ta vốn không mong chờ đàm hy sẽ giúp cô ta nhưng nếu từ bỏ như thế ngay cả thử cũng không thử sầm đoá nhi lại không cam tâm nên mới cắn răng tìm lên tận cửa mà không ôm theo chút hy vọng nào bị thực tế đè cong không chỉ có mỗi sống lưng mà còn có cả cốt khí và tôn nghiêm xem ra điểm thứ hai mà tôi nói lúc nãy cố sầm vẫn chưa nghe hiểu nhỉ lục thị đầu tư trước tiên là phải có lợi ích nếu khả thi tôi đây cũng xem như tìm được một mối phát tài cho người đàn ông nhà mình doanh nhân vĩnh viễn sẽ không từ chối tiền giống như mèo sẽ không bao giờ từ chối cá khô cô không sợ tối ở một mình với lục trinh sầm đoá nhi nhìn chằm chằm vào cô không bỏ sót bất kỳ cảm xúc gì trên mặt đàm hy không hề có chút sơ hở cô nói cô cảm thấy mình có bản lĩnh ấy sao muốn dụ dỗ người đàn ông của tôi kiếp sau cũng không có cửa đâu nhé sầm đoá nhi vậy mà lại không thể nói lại cô ta thừa nhận bản thân quả thật đã từng động lòng với lục trinh nhưng ngọn núi băng ấy quá lạnh lùng không phải ai cũng có thể giữ được cuống chi bản thân cô ta trước giờ đều chẳng phải là người có lòng kiên nhẫn nên sau khi vui vẻ trong đám cỏ mới thì đã vứt cảm xúc ngưỡng mộ này lên tận chín tầng mây rồi sầm đoá nhi chẳng cảm thấy gì một người đàn ông từng từ chối bản thân thôi mà cô ta sợ ở đây là sợ đàm hy để bụng muốn thừa cơ chơi sỏ cô ta nên mới cẩn thận hơn không phải thường nói sau khi cho người khác hy vọng khiến họ cảm thấy thất vọng mới là cách trừng phạt tốt nhất hay sao dù sao trong lòng sầm đoá nhi đàm hy là một nữ côn đồ thật sự có thể làm ra loại chuyện này nhưng với tình hình trước mắt dường như cô ta muốn giúp bản thân được tối trực tiếp đi tìm lục trinh mặc kệ có thành công hay không tôi xin cảm ở cổ trước tại đây sầm đoá nhi dứt lời đứng lên khom người đàm hy không nói gì nhìn cô ta như cười như không cảm ơn sao, nhưng cô chưa bao giờ là người tốt cả. Ngày hôm sau, sầm đoá nhi mang theo phương án đầu tư và thư ký chạy thẳng đến tập đoàn lục thị. Lần này, tiếp tân và bảo vệ không còn làm khó cô ta nữa. Thư ký kinh ngạc, sầm tống, thái độ những người này sao đột nhiên. Đổi 180 độ vậy, sầm đoá nhi nhìn cô ta bằng một ánh mắt lạnh lùng, bước vào thang máy, ấn nút tầng lầu. Tư ký cũng ý thức được lúc nãy bản thân có biểu hiện quá nhút nhát, ho nhẹ hai tiếng, xin lỗi, tôi sẽ chú ý. Thái độ của người khác không quan trọng, quan trọng là thuyết phục đối phương bằng cách nào. Hiểu rõ chưa, tư ký liền ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra thái độ chuyên nghiệp, sầm tổng yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức ứng phó. Đinh, thang máy đến, Trần Khải bước lên đón tiếp, nhìn dáng vẻ là biết đã đợi từ lâu, dẫn hai người vào một phòng họp có tính riêng tư cực cao. Sơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa cuộc họp mới kết thúc, phiền hai vị đợi ở đây. Ra khỏi cửa rẽ trái là phòng trà nước, rẽ phải là toilet xin cứ tự nhiên. Nói xong, gật đầu, im lặng lùi ra. Lục Trinh kết thúc cuộc họp, vừa bước ta, liền thấy Trần Khải đợi ở bên ngoài, có việc gì à? Sầm tổng đến rồi, động tác nhanh nhạy thật tối hôm qua Đàm Hy vừa nhắc với anh, hôm nay đã tìm lên tận cửa. Xem ra, vấn đề sầm thị gặp phải không hề nhỏ. Giây phút Lục Trinh bước vào phòng họp, sầm đoá nhi và thư ký đứng lên theo phản xạ. Sầm đoá nhi điều chỉnh lại nụ cười, bước lên đón, Lục Tổng làm phiền rồi thấy anh không có ý muốn bắt tay, sầm đoá nhi tự cười nhạo mình một tiếng, rồi bình tĩnh thu tay về. Khoảng thời gian này, cô ta đã quen rồi, Lục Trinh đi thẳng ngồi vào ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng, khí thế lớn mạnh. Thư ký vốn vẫn còn tràn đầy tự tin đắc ý, chỉ một ánh nhìn. Thôi chân đã bắt đầu mềm nhũn ra, sầm đoá nhi nhéo một cái thì cô ta mới trở lại bình thường. Ngôi Lục Trinh nhấc cổ tay lên, hai người chỉ có 15 phút, 10 giờ 30 phút tôi còn có khách nữa. Sầm đoá nhi hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, hôm nay tôi đến là hy vọng Lục tổng có thể cung cấp vốn đầu tư. Đây là phương án của chúng tôi. Nói 15 phút, đúng thật chỉ có 15 phút, Lục Trinh giơ tay lên, Sầm Đoá Nhi dừng lại, căng thẳng nhìn anh, vừa lo lắng vừa chờ mong, "Lục Trinh, ý của các cô tôi đã hiểu đại khái, nhưng có 3 vấn đề. Xin cứ nói." Sầm Đoá Nhi nghiêm túc, "Thứ nhất, bản phương án đầu tư này suy cho cùng là ý của một mình Sầm tổng hay là quyết định của hội đồng quản trị? Thứ hai, Lục thị và xâm thị đã có hạng mục đang tiến hành, nguồn vốn đầu tư nên phân chia thế nào? Thứ ba, sau khi xâm thị nhận được nguồn vốn, khả năng thành công bao nhiêu, có đáng để lục thị mạo hiểm hay không? Sầm đoá nhi bỗng câm nín, trong mắt thư kỷ đã xuất hiện vẻ hoảng loạn. Những vấn đề này của lục trinh, cái nào cũng chạm vào chỗ đau của sầm thị, không hề nể tình. Cô ta nhìn xếp nhà mình bằng một ánh mắt lo lắng, đã ngơ ngác rồi. Nếu sâm tổng vẫn cần thời gian suy nghĩ, có thể nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Nói xong, chuẩn bị rời đi. Đợi đã, tôi có thể trả lời. Sầm Đoá Nhi siết chặt nắm tay, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Chương 651: Rơi vào tuyệt vọng, bề bề lợi hại, Lục Trinh chăm chú lắng nghe. Tuy rằng phương án góp vốn là do tôi đơn phương đề xuất, nhưng hội đồng quản trị có vẻ rất hài lòng. Hơn nữa, việc góp vốn này không ảnh hưởng tới các hạng mục hợp tác, nên làm gì thì cứ làm như thế. Cuối cùng, về có thể lên sàn hay không? Tôi không dám đảm bảo nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, sầm thị nhất định sẽ không sụp đổ. Xin lỗi, đáp án này không thể thuyết phục được tôi. Lục Trinh lập tức rời đi, sắc mặt sầm đoá nhi biến đổi mạnh, còn chưa đuổi theo được hai bước thì đã bị Trần Khải từ đầu chui ra ngăn lại, sầm tổng, để tôi tiến cô ra ngoài. Trước cửa lục thị, sầm đoá nhi và thư ký đứng cạnh nhau, chưa bao giờ cô ta thấy tuyệt vọng hơn lúc này. Lục Trinh từ chối, sầm thì coi như xong, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Sầm đoá nhi đã nếm đủ cái gì gọi là địa ngục, cái gì gọi là vô vọng. Tư vị này quả thực khiến người ta sống không bằng chết. Sầm tổng, cô, nhìn thoáng chút, chúng ta có thể lại nghĩ cách khác. Ngoại trừ lục thị ra, nhất định sẽ còn công ty khác bằng lòng góp vốn mà. Thư ký nói như vậy nhưng bản thân cô ta còn không dám tin tưởng thì sao có thể trông cậy vào sầm đoá nhi sẽ nghe lò tai chứ. Có an ủi mấy thì đứng trước hiện thực tàn khốc cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Không có cách nào đâu, xong cả rồi ánh mắt sầm đoá nhi dại ra giọng nói nỉ non 6 giờ chiều lục trinh về nhà rất đúng giờ vừa mới mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn anh đổi dép thả áo khoác ngoài xuống lập tức đi về phía bếp cách một cửa kính thân ảnh là lướt mỹ miều của thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt tóc dài được buộc lại khá tùy tiện thành một cái đuôi ngựa trước ngực đeo tạp dề đang cầm sẻng xào nấu gì đó lục trinh không khỏi nhón chân đi tới ôm người vào trong lòng từ phía sau hai cánh tay xoa nắn cái eo thon, cằm gác lên vai cổ đầy thân mật. Làm gì thế, sườn xào chua ngọt, đàm hy nghiêng đầu, vừa lúc cọ vào sườn mặt người đàn ông, nhẹ nhàng hôn lên một cái, có thơm không? Em hay là đồ ăn, đàm hy trừng mắt với anh, lục trinh lại tự đáp, đều thơm, đừng nói nhảm nữa, mau đi rửa tay rồi bưng thức ăn lên đi. Tuần lệnh, sáng nay đàm hy tiến hành giai đoạn hai tô màu cho bức chiều dương, buổi trưa gọi cơm về ăn, chiều mới nhàn rỗi một chút nên lái xe tới siêu thị lớn ở trung tâm thành phố nghe nói hôm nay có chợ phiên nên cá ở đó cực kỳ tươi nếu đã mua cá thì sao có thể thiếu bề bề được chứ thế nên tối nay ngoài món cá trưng tượng ra thì còn có một đĩa bề bề rất lớn đàm hy ghét mấy cái loài giáp xác này ăn dế bị đâm vào hàm vì thế chỉ ăn được mấy con liền từ bỏ chuyển sang bát cá trưng tương ớt lớn còn lại lục trinh thấy vậy thì không biết lôi ở đâu ra một cái kéo nhỏ kiên nhẫn cắt đuôi sau đó cắt dọc thân con bể bề, bề sau một loạt động tác liên tách ra được phần thịt tươi ở giữa sau đó đặt vào trong bát đàm hy cho em a à? ừ đàm hy kêu lên một tiếng vui vẻ gác đũa dối lập tức xông tới ôm lấy người đại điểm điểm anh giỏi quá đi thôi trong lòng lục trinh như bị một cái lông chim cọ qua nhẹ nhàng mà làm anh tê dại bóc cái vỏ bể bề thôi mà đã giỏi rồi hà đúng thế còn có cái giỏi hơn nhiều chờ tắt đèn rồi có muốn thử không thịt bể bề nghẹn lại ở cổ họng đàm hy làm cho mặt mũi cô lập tức đỏ bừng lên em ăn từ từ thôi bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về ở sau lưng giúp cô thuận khí khụ 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 vất vả lắm mới bình thường lại được tại anh cả đấy ăn cơm còn muốn lái xe không thấy mất mặt à ai bảo em là siêu xe loại phiên bản có hạn tài xế già thấy rồi là không thể không lái cút đi đàm hy nhét một con bể bể vào trong miệng anh ăn đi này nói linh tinh ít thôi lục trinh cũng chẳng giận trong mắt toàn là vẻ chiều chuộng, lại lấy con bể bề ở trong miệng ra, lột vỏ, nhét vào miệng của cô nhóc nào đó. Động tác đơn giản mà tràn ngập vẻ tự phụ, thong thả ung dung, không nhanh không chậm. Đàm Hy nghĩ, cứ nhìn anh thế thôi cũng là một hưởng thụ lớn lao rồi. Cảnh đẹp ý vui, thực ra ví với siêu xe cũng không ổn lắm. Đột nhiên anh lại nói tiếp, Đàm Hy đang há miệng chờ đút bể bề, nghe thấy thế cũng chẳng thèm để ý, ánh mắt dán chặt vào con bể bề, thuận miệng hỏi một câu, không ổn ở chỗ nào hẳn là mô tô bản hạn chế thì đúng hơn. Cái gì, siêu xe với mô tô, cấp bậc kém nhau quá xa rồi đấy. Lục Trinh, muốn biết nguyên nhân không? Có, đàm hy ngây ngô gật đầu, này, tự nhiên anh sán lại gần em như thế làm gì hả? Còn liếm lỗ tai, có dầu kìa, chỉ có mô tô thì mới có thể cưỡi. Thằng nhãi này chắc chắn không phải đại điểm điểm của cô, hoàn thành giám định. Đàm Hy ăn no uống say, ôm cái bụng no le của mình dựa lưng vào sofa xem tivi. Lục Trinh tự giác mang bát đi rửa. 9 giờ 15 phút, Đàm Hy đang xem game show vô cùng hăng say thì đột nhiên màn hình tối đen. Ở hơ, tình huống quái gì đây? Lục Trinh đặt điều khiển từ xa xuống, trên mặt không hề có chút xấu hổ nào, lập tức bề ngang người lên đi về phía phòng ngủ, không còn sớm nữa, đi tắm rồi còn đi ngủ. Tắm, là tắm huyền ương, ngủ, là ngủ vận động, hai người lăn lộn đến gần sáng mới ngừng nghỉ, đàm hy quấn chặt chắn, cả người toàn mồ hôi dính nhấp như mới được vớt ra từ trong nước. Lục Trinh dựa người vào đầu giường hút thuốc, xong việc hút một điếu thuốc còn phế hơn cả làm thần tiên. Đừng che nữa, em không nóng à. Thấy cô bọc kín mình như một cái kén tầm, trong mắt người đàn ông tràn lan ý cười, dưới ánh đèn nhìn dịu dàng vô cùng. Ai biết được là anh còn phát điên lên nữa không chứ? Đàm Hy bĩu môi, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Rốt cuộc là ai phát điên? Hửm, Lục Trinh vén góc chăn lên để lộ ra vào ngực cường tráng, bên trên không chỉ có dấu răng mà còn đầy vết cào, có thể nói là thảm không nỡ nhìn, đàm hy che mặt, tuyệt đối không phải cố làm đâu. Một tiếng cười khẽ vang lên, trong tiếng nói trầm thấp của người đàn ông còn lộ ra sự gợi cảm, giờ mới biết buồn bực à, sao lúc làm không kiềm chế lại chút đi. Dương nhanh múa vuốt, còn kinh khủng hơn cả con bể bể. mươi 652, nhóc con, em ăn uống nhiều quá rồi đấy. Vừa rồi ai bảo em cứ cắn lên vai người đó hả? Còn càng cắn càng hăng nữa chứ. Đàm Hy hừ lạnh, bắt bẻ lại. Xem ra là vẫn còn sức lực. Bên trong vẻ nguy hiểm lại ẩn chứa cả sự cảnh cáo. Đàm Hi lập tức càng kéo chân chặt hơn, tướng ăn của anh. Quá khó nhìn rồi đấy, đồ ngon trước mắt, em còn trông mong vào việc anh sẽ bận tâm. Dáng vẻ sao? Trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ khinh thường, trừ phi yếu thật, nếu không có ai mà không muốn làm tới chết chứ. Người này quả thực thô thiển vô cùng, nhất là sau khi xong việc đó. Ngày thường thì chẳng thấy gì, một khi cởi quần ra là biến chất ngay. Khả năng đây chính là kiểu người mặt người giả thú trong truyền thuyết, mắng anh đấy à, Lục Trinh nhướng mày, chậm rãi nhả ra một vòng khói thuốc. Thấy chưa, đã là cầm thú còn thành tinh nữa, nói đi, tại sao lại bảo xâm đoá nhi tới tìm anh. Lục Trinh đột nhiên chuyển sang chuyện công việc, sự thay đổi này. Quá nhanh rồi, hả, hai mắt đàm hy lập tức sáng lên, hôm nay cô ta đã đi tìm anh rồi hả. À? Động tác nhanh ra phết, Lục Trinh lập tức ôm cả người lẫn chắn vào trong lòng, rốt cuộc em đang có âm mưu gì hả? thực ra sau khi sầm đoá nhi đi trần khải liền tới văn phòng gặp riêng lục trinh boss tôi cảm thấy chúng ta đầu tư vào sầm thị vẫn có lời dù sao nền móng vẫn còn đó chuyện này cứ từ từ sao lại cứ từ từ được nếu sầm tổng cùng đường đành lựa chọn cúi đầu với hội đồng quản trị những lão cáo già kia nhất định sẽ tự bỏ tiền túi ra lấp vào lỗ trống đó lại lấy lý do kinh doanh không tốt để bãi miễn chức vụ của sầm tổng ngay nói trắng ra Nguy cơ lần này chính là do hội đồng quản trị bắt tay với nhau để đối phó với Sầm Đoá Nhi. Lục Trinh lạnh lùng nhìn anh ta, nếu cậu biết đây là vấn đề nội bộ của Sầm Thị, vậy đã từng nghĩ tới hậu quả nếu Lục Thị mạnh mẽ nhúng tay vào chưa? Hậu quả ư? Đám gia đầu kia sẽ cho rằng Lục Trinh muốn chen vào để phân chia lợi nhuận nên lúc đó nhất định sẽ bắt tay nhau nhất trí đối ngoại. Nói cách khác, giúp Sầm Đoá Nhi cũng chính là gián tiếp gánh lấy mọi nguy cơ lên lưng mình. Mất nhiều hơn được, Trần Khải im lặng một chút sau đó gật đầu, tôi hiểu rồi. Thảo nào cả tần gia và cổ gia đều không tham dự, thì gia đã sớm nhìn thấu tiền căn hậu quả trong này rồi. Thư ký Trần đột nhiên cảm thấy rất thông cảm với sầm đoá nhi. Một đám người lõi đời cùng bắt tay để nhầm vào cô ta, thảm thật. Quay về thực tại, đàm hy nghe Lục Trinh phân tích xong liền tỏ vẻ tán đồng, thực ra vấn đề không phải ở tài chính mà là sầm đoá nhi không biết cách thu phục mọi người thôi. Nếu biết thì cô ta còn tới tim anh chắc, người đàn ông không khỏi siết chặt cái ôm. À, anh nhẹ tay tí, gây eo em bây giờ. Sáng mai dậy thế nào cũng đầy dấu ngón tay. Lục Trinh thả lỏng tay ra nhưng không buông tay. Người ta có câu sở vương thích eo thon, anh chàng này cũng. Chẳng thua kém gì, kẻ nào cũng hạ lưu như nhau cả. Đàm hy, anh từ chối cô ta rồi hả? U, vậy là tốt rồi. Lục Trinh thấy cô cười như chú chuột nhỏ trộm được gạo thì không khỏi nhíu mày. Nhóc con, sao anh cảm thấy như anh bị em lợi dụng thế nhỉ? Phải không? Đâu ra? anh chỉ thuận miệng hỏi thế, em kích động gì chứ? Ánh mắt người đàn ông cực kỳ thâm thúy, dường như chỉ nhìn cô thôi cũng hiểu ra hết thảy. Đàm Hy thầm mắng mình không biết kiềm chế gì, nuốt nước bọt, quyết định nói thật một phần, cho cô ta ăn thêm vài phát từ chối, cũng tiện cắt đứt mấy suy nghĩ không thực tế của cô ta luôn. Nói thật, sầm đoá nhi rất ngốc, tưởng rằng góp vốn là có thể giải quyết được vấn đề, không nghĩ rằng hết thảy căn nguyên đều nằm ở hội đồng quản trị. Cho dù cô ta có may mắn vượt qua cửa ải khó khăn lần này, vậy thì lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa thì sao? Nếu muốn giải quyết vấn đề thì phải bắt đầu từ căn nguyên trước, rút củi dưới đáy nồi. Em tốt bụng thế cơ à? Lục Trinh cười nhạo, thuận thế nhìn tắt đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó dùng hai tay ôm lấy đảm hy. Này, 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 anh nói thế là có ý gì hả? Châm chọc em đấy à? Không dám, người đàn ông bóng nhẹ lên mũi cô. Đàm hy nhân mũi, sao người này cứ làm cô ngứa ngáy thế chứ? Tuy rằng gần đây sầm thị xảy ra nhiều bê bối nhưng thực lực vẫn còn, khối thịt lớn như thế, em nghe nói rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nó. Ví dụ như đám lão già trong hội đồng quản trị, lại ví dụ như tần gia có quan hệ thống gia. Đàm Hy hỏi Lục Trinh có ý định gì với sầm thị không, người đàn ông vô cùng ngạo mạn hừ lạnh một tiếng, ông đây không thèm. Mẹ kiếp, em muốn nhúng tay vào việc này à? He he, Đàm Hy ôm lấy anh hôn chụt một cái, người hiểu em đúng là chỉ có đại điểm điểm. Lục Trinh nhíu mày, đột nhiên trở nên nghiêm túc, em định làm thật sao? Đàm Hy cũng thu lại vẻ cười cợt, nhìn em giống đang nói đùa lắm à? Nhóc con, em ăn uống nhiều quá rồi đấy. Lục Trinh biết cô cực kỳ có thiên phú trong giao dịch chứng khoán, cũng quản lý công ty khá thuận buồm xuôi gió, nhưng mà... Nội tình của sấm ra rất sâu, là một khối xương cứng đấy. Cũng không dễ gặm lắm đầu, ngay cả tấn ra còn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào. Vậy mà cô ấy lại dám nhớ thương nó. Đàm Hy không cho là đúng, đến anh mà em còn ăn sạch, sợ gì một cái sầm thì bé còn con như thế chứ. Mặt mày Lục Trinh tối sầm lại, nhắc lại phát nữa xem nào. Cái gì cơ, câu em vừa mới nói đấy, ngay cả anh còn thế nào hả? Đều có thể ăn sạch đó. Đàm Hy nói xong liền lập tức muốn và cho mình một cái. Mẹ kiếp, máy lạnh mồm lanh miệng làm quái gì thế không biết. Ừ, đúng là có thể ăn sạch, có chí thì nên mà. Có thể dừng lại nghỉ tí được không hả? Tình hình giao thông phức tạp, lái xe cho cẩn thận. Lục Trinh vỗ đầu cổ, tại sao tự nhiên lại muốn sầm thị? He he, thấy sầm đoá nhi quá vất vả nên em muốn chia sẻ với cô ta một chút thôi. Hãy khen em thấu hiểu lòng người, trái tim lương thiện đi. Em không thể khiêm tốn một chút được à? Hố người mà còn muốn được khen nữa chứ? mươi 653, Đàm Hy, chẳng phải tất cả những chuyện này. Đều nằm trong em mờ mưu của cô sao? Khiêm tốn là gì cơ? Có ăn được không? bao tiền một cận thế vẻ mặt đàm hy ngây ngô khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích lục trinh giờ khóc giờ cười đừng giả vờ nữa nói chuyện tử tế xem nào ôi nóng quá đại điểm điềm anh ôm chặt quá rồi đàm hy động chân tay một chút mới phát hiện ra mình là một con nhộng lớn ở trong kén tuy rằng đã bật điều hòa nhưng bị bọc trong chăn thế này thì vẫn thấy rất nóng ai bảo em bọc người chặt thế chứ đáng đời đàm hy hừ lạnh phòng cháy phòng trộm phòng sói lời còn chưa dứt thì đã bị con sói nào đó giật chăn trên người xuống để lộ ra thân mình trần trụi y như một quả trứng gà đã bóc hết vỏ mắt sỏi lập tức xanh lè chỉ vì trên người đàm hy chẳng mặc bất kỳ thứ gì có thể nói là cực kỳ hút mắt lục trinh bé ngoan anh nóng đàm hy vừa nghe thấy hai tiếng bé ngoan thì da đầu đã run lên bình thường thằng nhãi này chỉ khi đang trong trạng thái cực kỳ động tình mới gọi như thế có cần em đi xả giúp anh một bồn nước lạnh để hạ hỏa không dùng nước lạnh làm gì em là được rồi, người đàn ông khẽ cười, ánh mắt như mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nhẹ nhàng lan tỏa. Lang lo, mặt mày lục trinh hơi tối lại, em nhắc lại lần nữa xem. Đàm hy thấy sắc mặt anh không tốt, sợ con sói này sẽ nhào lên ngay lập tức nên vội vàng ngậm miệng lại. Sao không nói gì hả? Người đàn ông gối tay ra sau đầu, dáng vẻ lười nhác như một con mèo lớn, mà đàm hy chính là con chuột nhỏ đang bị trêu đùa. Hừ, nói thì nói, chuột nhỏ cũng có lúc bướng bỉnh lên cơ mà. Lục Trinh nhướng mày, khổ, em đang nói chuyện tử tế đấy nhé, tạm thời không thảo luận đề tài lẳng lơ này nữa. Sầm thị đã cắm rễ ở thủ đô nhiều năm như thế, nền móng cực kỳ vững trái, huống chi còn là doanh nghiệp gia đình, khả năng có thể tiếp nhận toàn bộ là không sao. Năm đó, Sâm chấn đông dụng nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng. Tuy rằng được nhà vợ giúp đỡ không ít nhưng không thể phủ nhận, Sầm thị hiện giờ là giang sơn mà ông ta tự tay đánh hạ được thông thường những công ty mà có nội tình như thế thì người đưa ra quyết sách cũng có khí thế độc tài. Quả nhiên, Lục Trinh, lúc xâm Trấn đông còn sống, hội đồng quản trị gần như không dám nói hai lời trước mặt ông ta. Thế nên, bây giờ xâm đỏa nhi mới gặp phải khó khăn. Em định đưa ra vài lời khuyên giúp cô ta đối phó với đám lão già kia, đổi lại, em muốn 5% cổ phần danh nghĩa trên tay cô ta. Ngày hôm sau, thứ bảy, Lục Trinh không cần phải đi làm nên ngủ cùng đàm hy đến tận 9 giờ mới dậy. Bởi vì tối qua lao động vô cùng hăng say nên sáng nay dậy, đàm hy thấy bắp đùi vẫn còn mềm nhũn, đổ khốn. Tự nhiên sao lại mắng chửi người thế hả? Lục Trinh đã mặc áo polo vào, đi tới, đứng sóng vai với cổ ở trước gương lớn. Người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, thiếu nữ nhỏ nhắn yểu điệu, nhìn vào trong gương chỉ thấy đúng là một đội trời sinh. Đàm Hy chán nản chỉ vào một đốm đỏ rõ ràng in trên xương quai xanh, anh nhìn đi, thành như thế này rồi đây này. Ừ, nhìn rất đẹp đấy đẹp em gái anh ấy mà đẹp, bữa sáng do chính tay Lục Trinh làm, sữa tươi và bánh mì kẹp, vừa đơn giản vừa tiện lợi. Sau khi ăn sáng xong, Đàm Hy lại nhốt mình trong phòng ngủ, tiếp tục tổ màu cho bức chiều dương. Trong lúc đó, hình như Lục Trinh có tới gõ cửa nhưng cô chỉ đáp một câu cho có rồi không để ý tới nữa. Một khi cầm cọ lên, tất cả sự tập trung của cô sẽ đặt trên tranh vẽ, hoàn toàn không quan tâm gì tới xung quanh cả. Phạm Trung Dương từng nói đùa, kiểu gì cô cũng phát điện cho mà xem. Đàm Hy chỉ cười cho qua chuyện, điên hay không thì cô không biết, nhưng nghiêm túc làm bất kỳ việc gì đều đã trở thành nguyên tắc ăn sâu vào ý thức của cô. Nếu đã vẽ thì phải cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi xong việc, cô dọn dẹp sạch dụng cụ vẽ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường thì đã 2 giờ 15 phút chiều rồi. Đi ra ngoài phòng khách, không thấy lục trinh đầu, đàm hy lại đi vào bếp, phát hiện ra trên bếp vẫn còn đồ ăn còn ấm. Cô mở nắp phung nồi ra, hương thơm sộc vào mũi xuất quan rồi đấy à có luyện thành thần công gì không người đàn ông dựa vào bên khung cửa khẽ cười choang đàm hy thả nắp nồi xuống xoay người nhào tới hai chân khoanh chặt lấy bụng người đàn ông tay cũng ôm chặt lấy cổ anh cũng may lục trinh giữ được trọng tâm eo có lực nếu không thật sự không thể đỡ nổi mấy trò nhảy nhót này của cô anh ăn gì chưa thức ăn kia là để phần em à đàm hy chấp đôi mắt to tròn ừ lục trinh không ôm lại cổ hai tay đút trong túi quần vẻ mặt lạnh nhạt đôi mắt trầm và lạnh lùng, thế nên, bình thường khi anh không ở bên, em đều không ăn chưa thế này à? Đàm Hy cố gắng để không bị tuột xuống, chân kẹp bụng anh càng chặt hơn, có ăn chứ, chỉ là ăn muộn tí thôi. Sắc mặt người đàn ông hơi hòa hoãn lại, dù thế nào thì cũng phải lấy sức khỏe làm đầu. Biết rồi mà, bộ dạng nghe lời cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng Lục Trinh biết rõ sự bướng bỉnh của cô nhóc này, có lẽ cũng chỉ nghe thế cho qua, tương lai vẫn cứ sẽ làm theo ý mình. Xuống đi, ăn cơm chưa đi đã. Ô, oh, nhìn một bản đồ ăn nóng hổi còn có món phổi heo chấm nước sốt cay mà cô thích mắt đàm hy lộ ra vẻ kinh ngạc những cái này là anh làm đấy à vú trường đã tới ra vậy đang ăn hăng say thì điện thoại đổ chuông là một dãy số xa lạ xin chào tôi là đàm hy tôi ở bên dưới bồng lai like. có thể nói vài câu với cô được không là sầm đoá nhi ánh mắt đàm hy hơi lóe được lúc sầm đoá nhi lên nhà thì bát đũa trên bàn còn chưa dọn đi giờ này rồi cô ăn chưa hay ăn tối thế ăn trưa đàm hy mời cô ta ra ngoài phòng khách ngồi chỉ có nước lọc có muốn uống không cảm ơn sắc mặt sầm đoá nhi không tốt lắm tuy rằng đã chát một lớp phấn dày nhưng vẫn không che đi được hết quầng thâm trên mắt phấn má hồng cũng không thể nào thay đổi được nét mặt tiều tụy của cô ta tới tìm lục trinh rồi à đàm hy đẩy cốc nước tới trước mặt cô ta ừ sầm đoá nhi cúi đầu mi mắt rũ xuống nhưng mà anh ta không đồng ý với đề xuất góp vốn kia Đàm Hy cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì, thế tìm tôi có việc gì không? Trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, Đàm Hy, chẳng phải tất cả những chuyện này đều nằm trong âm mưu của cô sao? chương 654, tôi không có hứng thú với sầm thị, tôi chỉ cần tiền. Sầm đoá nhi không ngốc, ngược lại, cô ta có thể ứng phó chu toàn được với người trong hội đồng quản trị hơn nửa năm, rõ ràng là không thể khinh thường năng lực làm ăn của cô ta. Thái độ khác thường của Đàm Hy khiến cô ta thấy thấp thỏm, chạy đi tìm Lục Trinh cũng chỉ là ôm tâm lý muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, thất bại cũng đã là chuyện đã dự toán sẵn rồi. Giờ đã hãm vào sâu trong tuyệt cảnh, người trước mắt chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cô ta có thể bắt lấy. Trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, tất cả đều phải có điều kiện. Cô thì sao, đàm hy, điều kiện của cô là gì? Có thể nói ra được lời này, đàm hy quả thực không khỏi lau mắt mà nhìn lại đứa con gái mà cô từng cho rằng ngược lớn não tàn này. Cô kinh ngạc lắm đúng không? sầm đoá nhi cười tự diếu nhưng mà nhìn vẻ mặt của cô bây giờ lại khiến tôi có thể thở phào nhẹ nhõm tại sao đàm hy nhìn cô ta ánh mắt sắc bén cô chịu bỏ công sức bày âm mưu ra với tối ít nhất chứng tỏ rằng tôi vẫn còn có giá trị chẳng phải thế sao sắc mặt đàm hy hòa hoãn lại bên môi cũng nở nụ cười nhẹ nhàng có hình như đã thay đổi khá nhiều đấy ai cũng phải thay đổi không có gì đáng ngạc nhiên cả Đàm Hy cũng không nói lời vô nghĩa với cô ta mà đi thẳng vào vấn đề, nếu tôi có cách giúp cô đối phó với hội đồng quản trị, cô định lấy cái gì ra đổi đây? Sắc mặt sầm đoá nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngoại trừ sâm thị ra, tôi có thể cho cô bất cứ cái gì. Đàm Hy cười khẽ, nhưng ngoài sầm thị ra thì cô còn có cái gì đáng để tôi phải bày mưu tính kế chứ? Quả nhiên, cô cũng chẳng khác gì đám nói ác của tần gia kia. Cô gái tức giận đến mức hai má đỏ bừng, tần gia, tần gia nào cơ, ánh mắt đàm Hy khựng lại mẹ sầm đoá nhi họ tần nhà chồng sầm vân nhi cũng họ tần nhưng không thể đánh đồng hai nhà này làm một được tần gia trước chỉ là một gia tộc đang trên đà tuột dốc suy thoái còn tần gia sau lại đang là một trong bốn đại gia tộc tài phiệt lớn nhất trốn kinh kỳ chẳng khác nào mặt trời ban trưa không phải cậu tôi là anh rể trong mắt sầm đoá nhi bắt đầu gợn lên vẻ bị thương cô ta tưởng rằng tâm địa của mình đã đủ cứng rắn rồi kết quả vẫn không chịu được một khích đàm hy nhướng mày vậy chính là gia đình Tần Tấn Huy rồi. Sầm đoá nhi thấy vẻ mặt cô như đang đam chiêu gì đó thì lại nghĩ tới một chuyện, trong lòng không khỏi nảy sinh sự tức giận, cười lạnh chào phúng, sao tôi lại quên nhỉ, trước đó cô còn từng là con dâu nhà đó cơ mà. Sắc mặt đàm hy nghiêm túc, nếu cô cứ nhất định muốn kẹp dao trong miệng thì lập tức cút đi. Cô, sầm đoá nhi, đi xin sỏ thì cũng phải có dáng vẻ của đi xin sỏ, sao chuyện xảy ra tới nước này rồi mà cô vẫn không khôn ra được tí nào thế. Vẻ mặt đàm hy lãnh đạm, ánh mắt hờ hứng xin lỗi sầm đoá nhi như quả bóng bay xì hơi cả người run lên lập tức héo rũ lúc này đàm hy mới thu lại khí thế toàn thân tần ra muốn làm gì tần tấn huy và tần Thiên kỳ định ép giá mua lại tần thiên kỳ cũng nhúng tay vào ư trong ấn tượng của đàm hy đó là một người đàn ông hiền lành biết phân biệt phải trái thậm chí còn có thể nói chuyện với cô được vài câu ai ngờ anh ta lại có thể thọc dao sau lưng người khác nhanh nhẹn như thế mà đối tượng còn là em gái của vợ là em vợ mình. Nữa chứ, chị cổ nói thế nào, trong mắt xâm đoá nhi hiện lên vẻ uất hận, trong đầu chị ta giờ chỉ có yêu với đường, thậm chí còn phụng dưỡng tần thiên kỳ chả khác nào tổ tông nhà mình, không những không ngăn cản mà còn giúp anh ta làm thuyết khách nữa. Quả thực là ngu không còn gì để nói, sầm vân nhi cho rằng giúp tần gia mua được sầm thị thì cô ta sẽ trở thành đại công thần. Vợ hiền dâu thảo ư, còn không thèm nghĩ tới chuyện tổ mà lật thì chứng còn có thể lành được nữa sao không còn sầm thị thì cô ta là cái quái gì chứ một người phụ nữ không có nhà mẹ đẻ trống lưng thì liệu có thể sống được qua mấy tập tuồng của gia đình quyền quý đây rồi tương lai chị ta sẽ phải hối hận sầm đoá nhi siết chặt nắm đấm hiển nhiên đã cực kỳ thống hận người chị gái này đàm hy thế cô đã trả lời thế nào đương nhiên tôi không đồng ý rồi công ty là tâm huyết của ba tôi tôi tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường người khác hội đồng quản trị và cô ta có mâu thuẫn chỉ là vấn đề nội bộ cùng lắm thì ảnh hưởng tới quyền quyết định kinh doanh, nhưng nếu để người ngoài xen vào thì chỉ sợ sẽ đe dọa tới cả quyền sở hữu nữa. Đây là chuyện mà cô ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Sau khi đàm hy nghe cô ta nói xong liền cười khẽ, nói thời điểm mấu chốt này, cô cũng còn sáng suốt đấy. Nhìn chằm chằm đàm hy một hồi, sầm đoá nhi đặt cốc nước xuống. Nếu điều kiện của cô là dùng công ty để trao đổi thì tôi thả thỏa hiệp với hội đồng quản trị. Ít nhất, làm thế vẫn còn giữ được sầm thị, cô ta chỉ vứt bỏ quyền làm chủ thôi, nhưng cổ phần vẫn còn trong tay, đám lão giả kia có nhảy nhót thế nào thì cũng không thay đổi được thân phận cổ đông lớn của cô ta. Món nợ này, sầm đoá nhi sẽ đòi lại, đàm hy nhìn cô ta cười nhẹ như không, ai bảo với cô là tôi muốn cô dùng công ty để đổi. Sao, chẳng lẽ không phải ư, ừ, tôi không có hứng thú với sầm thị, sầm đoá nhi im lặng, ánh mắt nhấp nháy, nhưng mà những lời cô vừa nói chẳng phải là muốn. Yên tâm, tôi chẳng có tí hứng thú nào với loại công ty thương mại truyền thống kiểu như sầm thị đâu. Gì mà điện gia dụng, điện cơ, kim khí, vật liệu xây dựng. Tuy rằng những năm gần đây cũng lấn sang bán hàng trên mạng nhưng nghiệp vụ chủ yếu vẫn là lấy thực thể làm chủ. So sánh một cách tương quan, đàm hy thích kiểu kinh doanh hiện đại hóa như công nghệ số hoặc đầu tư tài chính. Nói một câu dễ nghe, sầm thị là kiểu công ty đuôi to khó vẫy, chẳng thể lọt được vào mắt cô. Sầm đoá nhi, vậy cô muốn gì? một phần năm cổ phần danh nghĩa trên tay cô. Cái gì, đàm hy có cần tôi lặp lại lần nữa không? Rõ ràng cô đã nói là không cần sầm thị. Đúng thế, cái tôi muốn là tiến. Tiền ư, đàm hy hàng giọng tôi nghe nói hoa hồng chia chắc hàng năm của sầm thị rất khả quan. Chỉ vì thế thôi sao, chứ không còn gì nữa. Lúc còn non trẻ, sầm thị khởi nghiệp từ ngành kim khí, phát triển từ trong nước rồi xuất khẩu ra nước ngoài. Sau khoảng 10 năm, sầm thi đã có thể bắt tay hợp tác với các doanh nghiệp bất động sản lớn. Đông Nam Á, năm ngoái xâm thì còn phát triển sang tận Bắc Mỹ và Bắc U, ngoại hối kiếm được tương đối lớn, thêm vào đó là lãi suất tỷ giá đổi nên lợi nhuận kiếm về cực kỳ phong phú. Lúc xâm Trấn đông còn sống rất coi trọng một số cổ đông lâu năm, hoa hồng chia chắc cho họ mỗi năm thậm chí còn hào phóng hơn so với lục thị và tần thị. chương 655, Đàm Phán, cô nhóc không dễ trêu vào, đây là lý do mà cô muốn tiến vào hội đồng quản trị à. Quả thực sầm đoái nhi cảm thấy rất khó tin cô ta thừa kế tất cả cổ phần của ba mình ở sầm thị cho dù chỉ là một phần năm cũng đủ để đàm hy tiến vào hội đồng quản trị trở thành một hội viên trong đó rồi yên tâm đi tôi sẽ không khiến cố thiệt thòi sẽ thu mua theo giá thị trường sầm đoá nhi nhấp môi thế nên điều kiện trao đổi là muốn tôi đồng ý chuyển nhượng cổ phần sao có thể nói như thế đàm hy cô có chắc là mình không nói đùa không nếu tính theo giá thị trường thì số tiền này không hề ít đâu sao cô sợ tôi không trả nổi cười như không cười, ánh mắt Sâm đoá nhi hơi lóe đương nhiên không phải dựa vào tài sản hiện tại của lục tổng thì bỏ ra 800 tới ngàn vạn cũng chẳng phải chuyện khó gì. Đàm Hy đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, cô không cần nói lời khách sáo, chuyện này chẳng liên quan gì tới lục trinh hết. Cô có thể lấy ra nhiều tiền như thế sao? Sâm đoá nhi kêu lên cực kỳ thất thố, đối phương chỉ cười không nói. Trong nháy mắt, cảm giác mất mát vô cùng lớn phủ lên người cô ta. Thì ra, vào thời điểm cô ta không biết, Đàm Hy đã trưởng thành tới mức có thể lấy ra được một số tiền lên tới tận 8 con số rồi. Sao nào, cô đồng ý chứ? Nếu tôi bán cho cô, khi nào tiền có thể về tới? Dùng một chút, lại bổ sung thêm, toàn bộ, lúc nào cũng có thể, lại trúng thêm một kích. Khoảng thời gian trước, Đàm Hy yêu cầu mấy người Iken tập trung mọi sự chú ý vào cổ phần của các công ty liên quan tới nguồn nhiên liệu ô tô mới không phải là nói đùa. Ngoài chi phí bỏ ra mua, tiền kiếm về quả thực lên tới tận 8 con số. Cô còn đang lo không biết nên đầu tư số tiền lớn như thế vào đầu, không ngờ lại đụng chúng ngay sầm đoá nhi. Về sau, sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ từ tân thị về lại thủ đô, nếu không tích lũy một chút căn cơ thì sao có thể lăn lộn được. Dây, hiện nay cũng vừa lúc có sầm thị làm đá dò đường, giúp cô bắt đầu xây dựng vòng phạm vi thể lực của chính mình. Từ từ mưu tính, về lâu về dài nhất định sẽ có thu hoạch. Sầm đoá nhi trầm ngâm một hồi lâu mới đáp, tôi cần thời gian suy nghĩ một chút đã. Được, trước chiều mai cho tôi câu trả lời là được. Được, không còn chuyện gì nữa, tôi về đây. Đàm Hy đứng lên, tay đút trong túi quần, tiến cô ta ra cửa, tôi còn có hai cầu muốn nói với cô. Sầm đoá nhi ngẩng đầu nhìn cô, giờ hội đồng quản trị chính là khối u ác tính của sầm thị, cô và họ chẳng khác nào nước với lửa. Nếu muốn ngồi yên ổn ở vị trí chủ tịch, khống chế được quyền làm chủ thì nhất định phải dùng dao sắc chặt đay dối, nếu không. Sắc mặt sầm đoá nhi hơi biến đổi, dường như cô ta cũng không ngờ đàm hy lại hiểu biết tình hình nội bộ của sầm thị như thế. Xem ra, quả thực đã lên kế hoạch rất tốt rồi. Đàm hy, hẳn cô cũng biết, hiện giờ vấn đề của sầm thị không phải là có thể kiếm được nguồn góp vốn hay không, mà cô có thể đấu lại được đám đầu trâu mặt ngựa kia không. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, sầm đoá nhi thu liếm chút cảm xúc sư thừa lại, cố gắng tỏ ra bình thường tôi muốn cổ phần để tiến vào hội đồng quản trị chỉ vì muốn ngồi kiếm tiền thế nên cô không cần sợ tôi sẽ can thiệp vào chuyện làm ăn của sầm thị ngược lại trong những thời điểm cô bị công kích tôi còn có thể đứng ra giúp cô nữa thực ra sầm đoá nhi cười khổ hiện tại tôi căn bản không dám tin cô đàm hy không để bụng nhưng mà trước mắt cô cũng chẳng còn cách nào khác chẳng phải thế sao thế nên cố nuốt tôi là cái chắc rồi sầm đoá nhi hơi hít mắt không thể nói như thế được Tóm lại thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay cô, mà tiền của tôi cũng chẳng sợ không có chỗ nào để tiêu. Sầm đoá nhi bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, cô nhắc nhở tôi nhiều như thế, tôi cũng phải có qua có lại một chút. Đàm hy cười, rửa tại lắng nghe đây. Sầm thị do một tay ba tôi sáng lập ra. Hiện tại các thành viên trong hội đồng quản trị toàn là những bậc cha chú công lao đầy người. Một người ngoài như cô sao có thể xen được vào chứ? Có cổ phần, trở thành cổ đông, chẳng phải là sen vào được rồi sao? nhún vai, cực kỳ nhẹ nhàng. Sầm đoá nhi hừ lạnh, không dễ như thế đâu. Đến tôi mà đám người đó còn chẳng để vào mắt, huống chi là cô. Đàm hy mở cửa ra, nhưng người làm từ thế mời, nhìn rõ ràng là muốn đuổi người rồi. Cảm ơn sầm tổng nhắc nhở, cô chỉ cần trả lời lại tối là có bán cổ phần hay không mà thôi. Ngoài ra, những cái khác không cần cô phải nhọc lòng, tôi sẽ tự biết cách giải quyết. Đàm Hy, nói tạm biệt thì cũng phải nói một cách vẹn toàn. Ánh mắt lạnh lùng, thế nên, cô đang có ý là muốn từ chối đúng không? Sầm đoá nhi không nói, đàm hy cười lạnh, đi từ từ, không tiễn. Sau khi người đi rồi, cô quay lại phòng khách, Lục Trinh đã ra khỏi thư phòng, đang ngồi trên sofa, cấm điều khiển đổi kênh TV. Nghe thấy hết rồi hà, đàm hy bưng cốc nước lên uống ửng ực hai hơi, rót cho anh một gốc, động tác dừng lại, đàm hy cười, có ngay, ông chủ chờ em một lát. Này, có cần em mớm cho anh luôn không? Lục Trinh không nhận lấy, há miệng, mớm đi đàm hy trợn mắt bé con to sắc điểm điểm ngoan ngoãn há miệng ra nào a à, thấy vẻ mặt cô chẳng khác nào đang dỗ dành trẻ con mặt mày lục trinh liền rạng rỡ nơi nào đó trong lòng tự nhiên thấy rất mềm mại còn muốn nữa không đàm hy phục vụ cực kỳ tận tụy không cần anh nghĩ sầm đoá nhi có đồng ý không đàm hy chớp mắt làm ra vẻ ham học hỏi khó mà nói được sao cơ cô nghĩ là ván đã đóng thuyền rồi chứ sầm đoá nhi là người có tính tình vừa bướng bỉnh vừa ngoan cố lòng hiếu thắng lại lớn, nếu không lâm vào tuyệt cảnh thì sẽ không dễ dàng chịu thua. So với việc cúi đầu trước hội đồng quản trị, việc bán một phần cổ phiếu chẳng đáng là gì. Cuống hồ, đàm hy chỉ cần một phần năm, chỉ cần có bốn phần năm còn lại thì cô ta vẫn giữ được vị trí cổ đông lớn nhất rồi. Đàm hy, em không hiểu lắm, sầm thị trước giờ là doanh nghiệp kiểu gia tộc. Tuy rằng đã cổ phần hóa từ lâu nhưng quyền nắm giữ cổ phần vẫn ở trong tay xâm chấn đông và mấy người cũng từng đi theo ông ta chưa chắc bọn họ đã muốn phá vỡ trạng thái phong bế hiện tại mà sầm đoá nhi cũng thế đàm hy nghe vậy liền tỏ vẻ trầm tư lục trinh nói cũng rất có lý mâu thuẫn của sầm đoá nhi và hội đồng quản trị vẫn tính là nội đấu cho dù thắng thua cũng không làm ảnh hưởng tới căn cơ của sầm thị nhưng nếu đàm hy nhúng tay vào thì lại có một ý nghĩa khác hẳn cho dù là thu hoạch toàn thắng nhưng chưa chắc đối phương đã vừa lòng bởi vì đồng thời với việc giúp sầm đoá nhi đánh thắng trận này sự tồn tại của đàm hy cũng trở thành một tai họa ngầm đối với việc trở thành tiếng nói trở ngại cho việc chấp hành tuyệt đối trong công ty dù gì thì cô nhóc này cũng không dễ trêu vào đối với việc này lục nhị gia đã có nhiều kinh nghiệm rồi chương 656, ngoan ngoãn nằm im không cho phép phản công ngày hôm sau 2 giờ chiều sầm đoá nhi gọi điện tới cực kỳ đúng giờ 15 phút trước đàm hy mới buông bút vẽ giờ đang bị đồng chí điểm điểm nào đó bắt ăn cơm chưa, hình như tay nghề của Vũ Trương lại tăng lên. Còn chưa nói xong thì điện thoại đã đổ chuông, Lục Trinh thuận tay đưa điện thoại cho cô, đàm hy liếc nhìn số hiển thị, một chuỗi dãy số vẫn được tính là quen mắt. Cô nhìn thoáng qua Lục Trinh, dùng khẩu hình nói ra ba chữ sầm đoá nhi. Anh nhướng mày, ý bảo cổ mau nghe đi, dù sao, hai người còn đang cá cược với nhau, giờ là lúc có kết quả. Sầm tổng, cô nghĩ kỹ rồi chứ, đàm hy nói với giọng điệu vui vẻ đầu bên kia yên lặng một hồi lâu mới đáp tôi đồng ý nhưng mà tôi có hai điều kiện nói nghe xem nào cô không được can thiệp vào vận hành của sầm thị hơn nữa chuyện hội đồng quản trị cô phải tự thu phục được thôi tôi sẽ bảo luật sư của tôi liên hệ với cô sau khi ký xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì tôi sẽ nói với cô cách để đối phó với hội đồng quản trị sầm đoá nhi nhíu mày cho tới thời gian chính xác đi ai biết đây có phải kế hoãn binh hay không chứ cuống hồ sầm thị cũng không chờ nổi nữa muộn nhất là sáng mai luật sư sẽ tới trình tự tiếp theo chỉ cần sầm tổng phối hợp thì tôi nghĩ sẽ chẳng mất bao nhiêu thời gian đầu sầm đoá nhi sợ đàm hy có mưu mô thì sao đàm hy có thể yên tâm cô ta được chứ quan hệ hiện tại của hai người còn cách hai chữ tin nhau quá xa cùng lắm chỉ được coi là nhu cầu lấy lợi ích làm trọng nhìn thì tưởng lỏng lẻo nhưng lại rất chặt chẽ dù sao thì trên đời này chẳng có bạn bè vĩnh viễn chỉ có ích lợi vĩnh viễn mà thôi sầm đoá nhi được Đàm Hy cười nhẹ, vậy thì sầm tổng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đầu bên kia lập tức cúp máy, nghĩ chắc trong lòng vẫn còn đang tức giận. Cười suy một tiếng, Đàm Hy cũng chẳng tỏ ra giận gì. Bấy người ta như thế thì cũng phải cho người ta có cơ hội phát tiết chứ, tránh cho nhịn quá lại thành nội thương. Thành công à, Lục Trinh ngồi ở đối diện, ánh mắt nặng nề. Đại điềm điểm, đã đánh cực thì phải chấp nhận thua nhá. Đàm Hy chống một tay lên bàn, cúi người nâng cầm anh lên, đêm nay, anh ngoan ngoãn nằm im cho em, không cho phép phản công. Em chắc là em ép nổi anh không? Người đàn ông nhướng mày, sự u ám trong đáy mắt bắt đầu cuộn lên. Đã nói là không được phản kháng cơ mà. Khóe mắt lục trinh khẽ giật, đêm nay lại là một trận quần chiến trời long đất lở. Anh đè em, em đè anh, đè tới đè lui cuối cùng chẳng phải vẫn quy về chuyện đó hay sao? Hôm sau, Đàm Hy vẫn còn đang trong giấc mộng thì Trình Vũ đã mang theo hợp đồng soạn thảo suốt một đêm đi tới sầm thị. Lễ Tân, chào cổ, xin hỏi cô tìm ai? Trình Vũ, sầm tổng. Lễ Tân, xin hỏi, cổ có hẹn trước không? Trình Vũ có, tôi là luật sư. Lễ Tân, luật sư Trinh, phải không ạ? À? Trình Vũ, ừm, Lễ Tân, xin chờ một chút, tôi gọi điện báo tin cho văn phòng tổng giám đốc. 5 phút sau, thư ký xuống dưới đón người, luật sư Trình, mời đi lối này. Trình Vũ chờ trong phòng họp nhỏ chưa tới 2 phút thì sầm đoá nhi đã dẫn theo một người đàn ông cầm túi tài liệu đi vào. Hai bên bắt tay, nói chuyện, sau đó đi vào vấn đề chính. Trình Vũ, đây là hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần mà tôi đã soạn thảo dựa theo ý của cả Đàm tổng và Sấm tổng, các vị có thể xem qua. Tốt nhất có bến pháp chế ở đây để nếu có vấn đề gì thì có thể để đặt ngay, hai bên cũng có thể kịp thời thương thảo. Người đàn ông cầm tài liệu, cứ đưa tôi là được. Từ lúc vào cửa đến giờ, Sầm Đoá Nhi vẫn không nói câu nào, sắc mặt vẫn cứ khó coi như trước, đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng Đàm tổng cực kỳ trói tai từ miệng đối phương. Rốt cuộc từ lúc nào mà Đàm Hy đã lăn lộn tới được cả danh hiệu tổng kia rồi. Trước đó, ấn tượng của Sầm Đoá Nhi về cô cũng chỉ gói gọn trong một màn đụng độ ở trung tâm thương mại lần đầu tiên. Hai người nổi lên tranh chấp chỉ vì một cái áo lót. Sau đó lại gặp Lục Trinh, Đàm Hy thị uy với cô ta bằng việc tuyên bố quyền sở hữu. Đấy là bạn trai của tôi, kiêu ngạo, đắc ý, đuôi vểnh lên tận trời, y như một cô nàng vô học, không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi chắc táng. Cho dù sau đó, Biểu hiện của cô ở trong bữa tiệc của cố gia được đánh giá là đoan trang, sâu sắc thì vẫn không thể gạt bỏ được hình tượng xấu xí của cô vốn đã bén dễ sâu trong ký ức của sầm đoá nhi. Cô ta còn từng cảm thấy tiếc hận, sao nhị ra có thể coi trọng loại phụ nữ này cơ chứ? Nhớ rõ khi đó, thân phận của cô vẫn còn buộc chặt với tần gia, là vợ của tần thiên lâm, còn bây giờ lại. Chỉ có thể nói, phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trong mắt Sầm đoá nhi lộ ra vẻ tự diếu, suốt 40 phút, trong phòng họp chỉ nghe thấy tiếng lật dở từng trang giấy. Trình Vũ chờ rất kiên nhẫn, cũng không có bất kỳ thái độ nóng nảy, bực bội nào. Cho đến khi người đàn ông cầm tài liệu lật đến từ cuối cùng, cô ta mới mở miệng hỏi có vấn đề gì không. Sầm đoá nhi cũng nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi, chỉ thấy hắn gật đầu đáp lại. Lúc Trình Vũ rời đi thì đã tới gần trưa, đứng ở cửa sắm thị, chưa bao giờ cô ta cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của bản thân mình như lúc này. Quả nhiên, đi theo đàm hy có thịt ăn cô ta lấy điện thoại ra bấm gọi đi tôi là trình vũ đây đầu bên kia truyền sang giọng nói nhẹ nhàng xong rồi chứ kỳ rồi được làm chị phải vất vả phả đi một chuyến rồi chuyện công chứng sau đó cố gắng thúc đẩy nhanh nhất tránh đêm dài lắm mộng tôi hiểu rồi đàm hy buông điện thoại ra bò dậy khỏi giường sáng ra lục trinh đã đi làm chỉ còn lại mình có ngủ tới tận trưa mới dậy a à, cẩm thủ đứng trước gương trong phòng tắm đàm hy chỉ mặc mỗi cái quần lót đang kiểm tra vùng xương quai xanh và bên sườn eo. Mẹ kiếp, nếu không phải giấu hôn thì cũng là giấu tay, bực quá đi mất. Tùy tiện kiếm đồ ăn lấp đầy dạ dày, sau đó đàm hy lại lấy giá vẽ ra, tiếp tục tố màu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong hôm nay sẽ xong được bức chiều dương này. Bỏ công sức gần một tháng trời, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thành. Quả rồi, Trần Khải phát hiện, trong khoảng thời gian này, boss nhà anh ta có vẻ cực kỳ. Dễ tính, ví dụ như lúc này, Đọc tài liệu thôi mà cũng có thể mím môi nửa cười nửa không. Lục tổng, đây là báo cáo tài vụ quý vừa mới được sửa lại và nộp lên. Chương 657, ngày nào cũng ăn thịt, hoàn thành tranh sơn dầu. Lưu lượng tiền mặt sai rồi, mang ra sửa lại đi. Trần Khải lau mồ hôi, sao còn chưa đi? Lục Trinh nhấc mí mắt lên, ánh sáng lạnh khiến người. Thế này là có thể đi rồi sao? Không có phạt gì ạ? À? Trần Khải thử hỏi, trong quá khứ, tình huống như này mà xảy ra nhẹ thì ăn chửi nặng thì trừ tiền thưởng cũng không phải lục trinh cố ý làm khó phòng tài vụ mà trước đó đã có luật này rồi tập đoàn lớn như lục thị nếu không có quy củ thì sao có thể đi vào nề nếp chứ thế nên trần khải mới không nhịn được nhắc nhở một câu lục trinh trầm ngâm trong chớp mắt viết bản kiểm điểm rồi gửi lại thế thôi á à, trần khải cảm thấy hôm nay trưởng phòng tài vụ quả thực dẫm phải cứt chó rồi còn có vấn đề gì hả? trần khải lắc đầu ừ thế ra ngoài đi xoay người rời đi không quên đóng cửa lại trở lại chỗ ngồi trần khải vẫn cảm thấy thật khó tin không biết nghĩ tới cái gì liền bừng tỉnh hiểu ra mỗi ngày đều được ăn thịt tâm tình không tốt mới là lạ thật hy vọng kỳ nghỉ hè này có thể kéo dài vô hạn có điều một cô bé chân tay nhỏ nhắn như thế có thể chịu được không đấy a di đà phật mặt trời ngả về phía tây dáng đỏ phủ kín chân trời trong căn nhà an tĩnh vang lên một tiếng than dài thật dài rốt cuộc cũng có thể thở phào rồi Đàm Hy thả dao cạo và bảng pha màu xuống, đứng lên, chẳng quan tâm tới dầu vẽ vẫn còn dính trên tay. Cô đi vòng quanh giá vẽ hai vòng, trên mặt toát lên vẻ hài lòng. Sau đó cầm điện thoại lên, click mở WeChat, quay chụp, tách tách. Gõ chữ, gửi đi. Xa tít bên kia đại dương, Phạm Trung Dương đang trong giấc ngủ say. Sáng ra mới phát hiện có tin nhắn, vừa ngáp vừa tiện tay mở ra, thuận thế liếc nhìn một cái, sau đó đúng hình như thể một bộ phim đang chạy thì bị người ta bấm vào nút pause vậy. Sau một lúc lâu ông mới tỉnh táo lại, trong đáy mắt hiện lên vẻ mừng như điên, lật tung chăn ra, mặc áo ngủ chạy sang phòng của Khương Nghi ở ngay bên cạnh. Dám dầm dám, giáo sư Khương, mau ra đây xem này. Khương Nghi vốn chưa chưa tỉnh ngủ, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên vội vàng khoác thêm áo rồi chạy ra mở cửa. Ông Phạm, ông làm gì thế? Thấy ông mặc áo ngủ, cầm di động dơ lên, đến dép cũng quên không sỏ thì không khỏi nghi hoặc. Bà tự xem đi, ông đưa điện thoại qua. Khương Nghi cúi đầu bán tín bán nghi, dây tiếp theo, cũng sửng sốt y như thế. Có giống hoa hướng dương của Van Gốc không? Màu sắc rực rỡ và loang lổ, dường như càng làm người ta bị thu hút hơn ánh sáng, màu vỏ quyết chiếm chủ đạo, trình tự rõ ràng, khiến cho sự ấm áp của tia nắng ban mai được thể hiện tới tận cùng. Khương Nghi lắc đầu rồi lại gật đầu, vừa có sự đường hoàng của hoa hướng dương của Van Gốc, lại vừa có kết cấu không gian rộng lớn như mặt trời mọc của Monet. Bỏ đi sự trừu tượng của người trước, cũng không có cảm giác lành lạnh thấm đẫm của người sau mà tự hình thành nên phong cách của riêng mình. Ai vẽ bức này thế? Đàm Hy, một tuần sau khi ký kết hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần, hiệu suất làm việc của Trình Vũ rất cao, mọi thủ tục đều đã được hoàn thành như mây trôi nước chảy. Đàm Hy chính thức trở thành một thành viên trong hội đồng quản trị, có điều tin tức này vẫn chưa được tuyên bố trong nội bộ. Trong một quán cà phê ở bên cạnh Bồng Lai, lúc Đàm Hy đến thì Sầm Đoá Nhi đã uống xong nửa ly latte, đang cúi đầu nhìn đồng hồ với vẻ hơi nôn nóng đàm hy đi tới ngồi xuống nói với nhân viên phục vụ một ly nước chanh trời nóng nực thế này cô thật sự không muốn uống cà phê đàm tổng đúng là người bận rộn trăm công ngàn việc nhỉ sầm đoá nhi nói với vẻ châm biếm liếc nhìn cô ta một cái đàm hy khẽ cười so với sự bận rộn quán mống của sầm tổng thì tôi cũng được tính là nhàn nhã sầm đoá nhi chẳng có tâm tư cãi cọ với cô hỏi thẳng cố định giúp tôi thế nào đây vội vàng gì chứ đàm hy cô đừng quên cô đã nhận lời với tôi. Cổ phần đã chuyển sang cho cô rồi, cô đừng có nghĩ tới chuyện lật lọc. Lập tức nổi giận, đến tận khi người phục vụ mang nước chanh tới, đàm hy uống mấy ngụm rồi mới chậm rãi mở miệng. mươi 658, ông có thang vượt tường, tôi có kế đàm hy một. Tôi có nói không giúp đâu, cô gào cái gì chứ hả? Sầm đoá nhi nghe thấy thế, vẻ mặt dữ tợn mới dịu lại đôi chút. Cô hẳn cũng biết, so với góp vốn bên ngoài thì góp vốn từ bên trong mới là lựa chọn tốt nhất phí tổn thấp, nguy cơ ít, tính linh hoạt cao. Sầm đoá nhi trợn mắt lên, cô tưởng ngay cả chuyện này tôi cũng không biết chắc. Những căn bản đám người trong hội đồng quản trị không chịu phối hợp. Vậy thì nghĩ cách để bọn họ phối hợp thôi. Suỷ, nói thì dễ lắm, nụ cười của sầm đoá nhi cứng đờ, ánh mắt nhấp nháy, thử ướm lời, cô có chủ ý gì sao? Đàm hy ngoắc ngón tay với cô ta, qua đây, giữa tháng 8, từ sự đề nghị của sầm đoá nhi, tổ chức cuộc họp hội. Đồng quản trị lâm thời. 9 giờ sáng, người lục tục tới đông đủ, đồng sứ mã, ngài nghĩ cái con bé miệng còn hội sữa kia rốt cuộc định làm gì. Theo lý thuyết, sầm đoá nhi không tìm được nguồn góp vốn thì sẽ cố gắng hoãn cuộc họp hội đồng quản trị này mới đúng, có thể kéo dài một ngày thì tốt một ngày, không ngờ cô ta lại đưa ra đề nghị họp trước thế này. Không thể tin nổi, người được gọi là đồng sứ mã nghe thấy thế thì nở một nụ cười để lộ ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc chẳng phải chút nữa sẽ biết sao. Hai, chẳng phải tôi sợ lỡ như nó may mắn, kêu gọi được nguồn vốn. Vậy thì chuyện bãi miễn coi như ngâm nước nóng rồi. Không thể nào đâu, đồng sự mã, bàng gia và cố gia đều công khai thái độ sẽ không nhúng tay vào. Lục thị thì còn lâu mới trèo lên được, còn tần gia ấy mà, ha, vậy thì càng không có khả năng. Ý ngài là sao, chẳng lẽ đồng sự vương còn chưa biết à? Tấn gia có ý định thu mua sầm thị, đồng sự mã cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Cái gì, tần thị và công ty chúng ta luôn hợp tác rất vui vẻ. Đồng sự vương không ngồi yên được nữa, suýt chút đánh đổ cả chén trà trong tay mình. Tạm thời đừng nóng nảy, ông nghe tôi nói hết đã. Ngài nói đi, đồng sự vương hạ giọng, công ty này là tâm huyết cả đời của lão sâm, tôi dám cam đoan sầm đoá nhi có chết cũng không đồng ý chắp tay dâng cho người khác. Cho dù người đó là nhà chồng chị gái của cô ta thì cô ta cũng sẽ không thỏa hiệp đấu. Cái này gọi là giữa hai mối hại chọn mối hại nhẹ hơn. Để giữ được công ty, cô ta thả bị bãi miến cũng sẽ không để tần ra được như, Lỡ như xâm đoán nhi đồng ý rồi thì sao? Đồng sứ mã nói chắc nịch, chắc chắn cô ta không làm thế. Nhưng đồng sứ vương nghe xong thì trong lòng lại đột nhiên trầm xuống. Ông ta cứ cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi như trong dự đoán. 9 giờ 15 phút, xâm đoá nhi bước vào phòng họp, đi theo sau là nhân viên pháp chế và trợ lý thư ký của cô ta. Đồng sứ mã mở miệng đầu tiên, xâm tổng mở cuộc họp hội đồng quản trị là định nộp bài thi trước sao? Giọng điệu trêu chọc nhưng không hề làm người ta cảm thấy khó chịu. Sầm đoá nhi hết cầm lên, đương nhiên rồi, nụ cười của đồng sứ mã lập tức cứng đờ. Hôm nay gọi các vị tới chủ yếu là vì nguy cơ đứt gãy tài chính trước mắt, thương thảo biện pháp giải quyết. Đồng sự mã hừ lạnh, hoàn toàn không đồng tình, lúc trước là ai khoác lác nói mình có thể tự giải quyết chứ hả? Giờ mới nghĩ tới chuyện thương thảo thì sợ là đã muộn rồi. Đồng sự mã tạm thời đừng nóng nảy, ngài có thể nghe hết lời tôi nói rồi có thể tiếp tục phát biểu ý kiến sau. Dù sao đây cũng là sự tôn trọng căn bản nhất giữa người với người, tôi nghĩ chắc ngài cũng không cần tôi dạy đâu. Ngụ ý châm chọc lão già này ngắt lời nói của người ta, không có tố chất. Mặt già của đồng sự mã lập tức tím ngắt như gan lợn. Những người khác cũng trợn tròn hai mắt, mới mấy ngày không gặp, con bé vắt mũi chưa sạch này định lên trời luôn đấy à. Tuy rằng trước đó sầm đoá nhi không thích hội đồng quản trị can thiệp quá nhiều vào quyết định của cô ta, nhưng cũng không bao giờ dám nói lại một câu nào như hôm nay xem tư thế này thì rõ ràng là quá tự tin rồi người ngồi ở đây có ai không phải lão cáo già đâu chứ họ đều ít nhiều nhìn ra manh mối đặc biệt là đồng sự vương trực giác mách bảo với ông ta rằng mọi chuyện rất không ổn sầm đoá nhi chẳng thèm để ý tới phản ứng của mọi người gật đầu với nhân viên pháp chế một cái người kia liền lấy từ trong kẹp tài liệu ra một văn bản bắt đầu tuyến đọc đại ý như sau xét thấy công ty gặp phải nguy cơ trước mắt hội đồng quản trị không có cách giải quyết sầm đoá nhi cũng đã cố gắng hết sức mình nhưng hiệu quả rõ ràng không cao thế nên cô ta quyết định suy xét tới chuyện để tần thị thu mua lại nếu cần thiết thì rất có thể sẽ gộp lại làm một để lớn mạnh hơn chuyện này sao có thể chứ nhân viên pháp chế còn chưa đọc xong thì một đồng sự đã đập bàn đứng bật dậy công ty là tấm huyết bao nhiêu năm của mọi người tuyệt đối không thể để tân thị thâu tóm được tôi phản đối tôi cũng phản đối ngoại trừ đồng sự mã và đồng sự vương không tỏ thái độ gì ra các đồng sự khác đều ra sức phản đối. Sầm đoá nhi liếc nhìn hai lão cáo già một cái, Trần An đúng lúc, các vị đừng nóng vội, hôm nay triệu tập mọi người cũng là để mọi người cùng thương lượng một chút. Trước mắt thì tôi cũng chưa cho tân thị câu trả lời chính xác gì cả. Thế nên, còn chưa tới kết cục không thể cứu vãn. Còn kết quả cuối cùng thế nào thì phải xem xem đám lão già này quyết định ra sao. Mọi người nghe xong thì lập tức yên tĩnh lại, ai nấy ngồi về chỗ của mình, lâm vào trầm tư. Tuy đồng sự vương không tỏ thái độ nhưng trong lòng tất nhiên cũng phản đối chuyên thu mua. Buồn cười, nếu tần thị mua lại sầm thị thì đám người bọn họ còn đường sống chắc. Một đời vua một đời thân, đổi chủ nhân thì có khác nào đổi sang một vùng trời khác, không những đầy phiền toái mà có khi còn bị rửa sạch nữa. Phải biết rằng, cha con nhà họ tân nổi tiếng tàn nhẫn, độc ác trong việc làm ăn. So ra, con nhóc phát mũi chưa sạch như sầm đoá nhi vẫn dễ dàng khống chế hơn trên mặt đồng sự mã không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đã đùng đùng sấm sét rồi. Trước đó, cô gái không tiếc ra mặt chống đối với chị gái về chuyện. Thu mua, vậy mà chỉ sau mấy ngày liền thay đổi tới 180 độ, chắc chắn trong này có gì đó mập mờ. Nghĩ sâu một chút liền hiểu sầm đoá nhi muốn mượn chuyện này để ép họ nhả ra, tốt nhất tự bỏ tiền túi ra để góp vốn. Từ đó, cô ta cũng có thể vượt qua nguy cơ lần này bình an vô sự. Kế vây ngụy cứu triệu thật hay quả thực ống ta đã quá coi thường con bé này rồi. Bên kia, xâm đoá nhi đang cùng mọi người thương lượng nguy cơ lần này. Đồng sự vương đang định há miệng sen vào đôi câu thì lại bị đồng sự mã ngăn cản, sau đó ông ta cười lạnh hai tiếng. Xâm tổng đang coi đám lão già chúng tôi là khỉ để chơi đùa đấy à. mươi 659, ông có thang vượt tường, tôi có kế đảm ghi hai. Ơi này vừa nói ra, cả hội trường im phăng phắc, sau đó. Ông mã, ông nói vậy là có ý gì? chơi đùa như khỉ ư, nói cho rõ ràng xem nào. Mã cảnh quốc nhìn thẳng vào sầm đoá nhi, cười lạnh, tôi nghĩ mọi người chắc đã quên nguy cơ lần này rốt cuộc là do ai tạo ra rồi. Ai mới là người khởi sướng ra nó, cả đám đông sự hoàn hồn, đúng thế. Người làm chủ tịch như sầm đoá nhi đáng ra phải là người hoàn toàn chịu trách nhiệm với sự đứt gãy tài chính lần này. Là do cô ta đưa ra quyết sách sai lầm nên mới đẩy công ty vào tình thế không xong như bây giờ, tại sao lại bắt bọn họ tự bỏ tiền túi ra và đắp chứ hả? thinh linh được đánh thức sắc thái trên mặt mọi người trở nên cực kỳ đa dạng bàn tay đặt dưới gầm bàn của sầm đoá nhi bất giác siết lại thành nắm đấm móng tay găm vào lòng bàn tay nhưng cô ta không cảm thấy đau Tòng nháy mắt đó thậm chí cô ta chỉ muốn xông lên tự tay bóp chết lão già họ mã kia rõ ràng đã gần được rồi không tuyệt đối không thể nhận thua hít sâu sầm đoá nhi bình tĩnh lại nghĩ tới những lời dặn dò của đàm hy bỗng nhiên một nụ cười nhạt bò lên trên khóe môi Má cảnh Quốc nhíu mày ông ta vẫn luôn lén quan sát vẻ mặt của sâm đoá nhi từ cố gắng kiềm chế sự tức giận đến bình tĩnh lại không ngờ cuối cùng lại là cười rộ lên toàn bộ quá trình không vượt quá 10 giây chuyện này quả thực kỳ quái tức khắc trong lòng sinh ra sự cảnh giác bên kia sâm đoá nhi đã lại mở miệng nói tiếp tôi rất xin lỗi vì quyết sách sai lầm của mình mới gây ra sự tình hiện giờ khẽ thở dài trên mặt cô gái xuất hiện sự tiếc nuối và bất đắc dĩ đương nhiên nhiều nhất chính là sự hối hận sắc mặt nhóm đồng sự cũng hòa hoãn lại, có điều trong lòng vẫn có nghi hoặc không nhỏ, sẩm đoá nhi lại chịu thua như thế sao? Mã cảnh quốc dường như càng nhíu mày chặt hơn, rốt cuộc cô ta muốn làm gì đây? Sau khi thành khẩn nhận lỗi, cô gái lại nói một chữ nhưng, sau đó lại câu chuyện sang hướng khác, chuyện đã xảy ra rồi, có muốn oán trách hay trốn tránh trách nhiệm cũng chẳng có tác dụng gì, việc cấp bách là phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn này. Hừ, nhãi con vắt mũi chưa sạch nói nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm. Chú Mã, sầm đoá nhi nhìn ông ta với ánh mắt cầu khẩn, mọi người đều từng là phụ tá đắc lực của ba cháu, cũng rất quan trọng với cháu. Giờ sâm thì gặp phải nguy cơ như thế, chẳng lẽ mọi người không muốn cứu nó sao? Dù sao, ánh mắt hơi lóe lên, mọi người đều có lợi ích chung, có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu. Câu trước là đánh vào tình cảm, câu sau là biến tướng cảnh cáo, hay nói trắng ra là đe dọa. Nếu tình cảm với sầm chấn đông khiến cho mọi người nảy sinh ra sự cảm khái thì câu có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu lại là một đòn cảnh cáo gõ mạnh vào đầu đám đông sự khiến họ phải tỉnh táo lại. Lúc này nếu còn tiếp tục làm sầm đoá nhi khó xử thì hình như không sáng suốt cho lắm, thấy quá nửa đồng sự đều đã buông lỏng tâm tình, mã cảnh quốc nghiến răng thầm hận lập tức nói rõ vấn đề, sầm thị không thể bị thu mua, mà sai lầm của cô cũng không thể bỏ qua như thế được. Vậy ý của đồng sự mã là gì nhỉ? Ánh mắt sầm đoá nhi lạnh lùng, nhường ghế chủ tịch ra, không được nhúng tay vào hoạt động của công ty nữa, hoa hồng hàng năm sẽ chia theo cổ phần. Dám, sầm đoá nhi đập tay lên bàn hội nghị, em mở thanh phát ra vô cùng lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình. Ánh mắt cô ta từ ôn hòa chuyển thành sắc bén, y như một thanh kiếm sắc được tuốt ra khỏi vỏ, sát khí tung hoành. Mặt không cảm xúc lướt qua đám người đáng tuổi cha chú mình, sau đó trong mắt cô ta hiện lên vẻ quyết tuyệt gần như điên cuồng. Cô ta nói, chủ tịch và quyền điều hành tôi sẽ đều không giao ra. Nhân lúc mọi người có mặt đầy đủ ở đây, tôi cũng chẳng ngại nói thẳng ra mấy lời không hay ho gì. Nếu công ty không vượt qua được cửa này, tôi sẽ để Tần Thị hỗ trợ. Nếu các ống đều không quan tâm thì tôi cũng thế thôi, cùng lắm thì. Cá chết lưới rách, sầm đoá nhi, cô nổi điên cái gì hả? Mã cảnh quốc cũng gầm lên, mẹ kiếp, tôi đếch điện nhé. Dùng tông giọng cao hơn quát trở lại, hai mắt cô gái trợn trừng, thần thái điên cuồng như thể một quân bài domino bị đổ thì sẽ làm cả tuyến bài sụp theo. Sầm Đoá Nhi, so với việc bị các người điều khiển thì thà tôi giao công ty cho Tần Gia còn hơn, dù sao đó cũng là anh rể của tôi. Nếu sau này chỉ tôi sinh được con trai, vòng đi vòng lại thì vẫn là của Sấm Gia thôi. Còn các ông ấy mà, hừ, chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ chẳng được yên lành thôi. Những đồng sự khác nghe vậy cũng bắt đầu chửi ầm lên, bùng nổ sự tức giận. Sao cô có thể dẫm đạp lên tâm huyết của ông Sầm như thế chứ? Đúng là đứa con gái bất hiếu. Chỉ dựa vào mấy lời này của cô, cô đã không còn tư cách ngồi trên ghế chủ tịch nữa. Sầm Đoá Nhi tỏ vẻ thế nào cũng không khuất phục, mấy lỗ tai các ông nói xong hết chưa? Nói xong thì câm miệng lại hết cho bà đây, vì Sau đó, thật sự có một bãi nước bọt được nhổ xuống mặt đất. Diễn xuất quả thực vô cùng lưu manh, còn há miệng nhổ nước bọt nữa chứ. Mọi người nhìn nhau tỏ vẻ không thể tin nổi, sao Sầm Đoá Nhi lại trở thành thế này rồi? Đầu óc có vấn đề à, hay bị điên rồi? chứng hưng cảm sao chứng hưng cảm hưng cảm là một dạng rối loạn tâm lý đặc trưng với trạng thái hứng khởi phấn khích cao độ dễ bị kích thích cáu kỉnh nóng giận và cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mọi người đột nhiên cảm thấy thật bất an trong mắt hơi xuất hiện sự hoảng loạn nói chuyện với người bình thường thì bọn họ tin tưởng có thể lay động đối phương được nhưng mà người trước mắt rõ ràng bị điên rồi sầm đoá nhi thì thấy thật sướng đã sớm nên phát tác một trận thế này rồi mới đúng hoặc là lấy tiền ra bù đắp hoặc là đồng ý để bị thu mua hai con đường các ống tự chọn đi mã cảnh quốc trận mắt giận dữ cô có tư cách gì mà làm thế chứ hả chúng tôi đều sẽ không đồng ý để bị thu mua không đồng ý ư hừ có tác dụng không sầm đoá nhi hết cầm lên ánh mắt ngạo nghễ cổ phần của tôi còn nhiều hơn so với các ông cộng lại chú mã à chú nói xem tôi có tư cách đó không cô lúc xâm chấn đông còn sống hội đồng quản trị chưa từng nhượng lại cổ phần cho ai giờ sầm đoá nhi tiếp nhận toàn bộ cổ phần của ba mình ở sầm thị trở thành cổ đông lớn nhất tất nhiên bất kỳ quyết định nào của cô ta đều là hợp lý và hợp pháp cả nếu cô ta vẫn cứ một mình quyết định để bị thu mua thì chẳng ai có cách nào làm gì cô ta hết lúc này mọi người mới ý thức được sự việc trở nên nghiêm trọng rồi